Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện danh môn nhất phẩm quý nữ của tác giả Tây Trì Mi. Phần 32. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 238: Trách nhiệm đáng chết. Đổng Ngọc Lan lúc này so với khi trước có thêm vài phần ôn nhu, mỗi cái giơ tay nhất chân đều nhu mị phong vận. Từ Lưu Quang hiện tại mang thai 8 tháng, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười hạnh phúc. Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang cẩn thận mà đoan trang đánh giá Dung Hoa. Hai năm không gặp, Dung Hoa trước mắt khắp nơi đều để lộ tươi cười vui sướng, so với khi trước càng minh diễm động lòng người. Thấy nàng ấy thật sự hạnh phúc mỹ mãn, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan vô cùng cao hứng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan đi, cho dù nàng nói tốt, hay viết thư nói tốt, hoặc từ miệng người khác nghe được cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Dung Hoa tỉ mỉ nhìn hai người, sau đó cười cười kéo tay từ Lưu Quang, là muội sơ sót, thân mình tỉ không tiện, phải là muội qua thăm Lưu Quang tỉ tỉ mới đúng. Thai phụ 8 tháng, trên đường ngồi xe ngựa sóc nảy, nếu xảy ra chuyện gì thì thật không tốt. Thời điểm hạ thiệp, Tuy từ Lưu Quang đã cố ý nói nàng ấy và hài tử đều rất tốt, nhưng hiện tại thấy bụng từ Lưu Quang to như vậy, nàng liền cảm thấy ấy nấy. Ta cũng không phải búp bê làm bằng giấy, thân mình ta rất tốt, bảo bảo trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh. Từ Lưu Quang xoa bụng, cười nói, ta là đại phu rất rõ thân thể của mình, muội không cần lo lắng, đi tới đi lui đối với thân thể cũng có chỗ lợi, nếu không thể ra cửa, ta đương nhiên sẽ không ở đây chắc chắn sẽ ngồi ở nhà chờ muội tới thăm ta. Đúng vậy, hoài hài tử không to tác như thế, lúc trước ta cũng bụng lớn thường xuyên về thăm nhà. Đỗng Ngọc Lan gật đầu, y thuật của tẩu tẩu rất cốt, dung hoa muội muội không cần lo lắng, hơn nữa muội và chúng ta không cần khách khí. Dung hoa cười gật đầu, nhìn Đỗng Ngọc Lan hỏi, đúng rồi, đại danh của tiểu nữ nữ là gì? Nữ nhi của Đỗng Ngọc Lan nhũ danh là nữ nữ, hôm nay cũng theo tới đây, chỉ là không ngờ chưa tới vương phủ nữu nữu đã ngủ mất hiện tại còn chưa tỉnh dung hoa vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua gương mặt của tiểu hài tử sau đó cho thạch ma ma dẫn vú nuôi ôm nó tới sương phòng mạnh kiều nhiên là phu quân lấy đổng ngọc lan ôn nhu trả lời nhã nhiên tao nhã lịch sự vừa nghe liền biết sẽ là cô nương đoan trang hiền thục dung hoa khen đương nhiên đổng ngọc lan kiêu ngạo nâng cầm cũng không phải tỷ đặc dung hoa điểm nhẹ tráng nàng ấy đúng rồi hiện tại tuy đã vào thu bên ngoài đã mát mẻ một ít nhưng vẫn còn nóng rát tỉ ôm hài tử ra ngoài như vậy trở về liệu có bị mạnh công tử nhà mình mắng không nhắc tới mạnh phi đỗng ngọc lan nhíu mày sau đó ha ha cười nói chàng dám ta đã sớm nói với chàng chàng đồng ý rồi dung hoa thu hết biểu cảm của nàng ấy vào mắt cũng không hỏi nữa lại nhìn từ lưu quang bảo bảo có ngoan không? Muội nghe nói hai ba tháng đầu sẽ bị thai nhén tỷ thai nhén có nghiêm trọng không? Muội cũng mới trở về, tỷ muốn ăn gì không? Muội lập tức kêu đầu bếp làm cho tỷ. Không đợi từ lưu quan trả lời, Đỗng Ngọc Lan đã cười mở miệng, đại chất nhi của ta là tri kỷ, không hề làm phiền tẩu tẩu, lúc ấy thời điểm hoài nửu nữ, nữ, ta ăn cái gì cũng nôn ra. Ngọc Lan nói đúng, hài tử rất ngoan, không hề quấy phá. Từ lưu quan cười gật đầu, ăn gì cũng được, chỉ cần là đầu bên chỗ dung hoa muội muội làm, ta đều thích. Tay nghề của đầu bếp bên cạnh dung hoa nàng và đổng ngọc lan đều rõ ràng, cho nên cũng không khách khí. Được, muội phân phó xuống, nếu không tốt, các tỷ đừng ghét bỏ. Không đâu. Đổng ngọc lan và từ lưu quan liền lắc đầu. Hai người cẩn thận hỏi dung hoa chuyện ở Đông Lăng. Nói chuyện một lúc, túy đồng vào phòng bẩm báo nói nữ nữ đã thức, đang được vú nuôi đút sữa. Hài tử kia tỉnh dậy cư nhiên không khóc một tiếng. Dung hoa cao hứng phân phó túy đồng, mau, kêu vú nuôi mau ôm tiểu nữ nữ tới đây. Túy đồng đáp, xoay người ra ngoài, rất nhanh liền đưa vú nuôi ôm tiểu nữ nữ tới. Qua đây, tiểu nữ nữ cho dì ôm một cái. Dung hoa vươn tay. Vú nuôi tươi cười ôm tiểu nữ nữ đặt vào vòng tay của Dung hoa. Tiểu nữ nữ sắp năm tháng môi hồng da trắng, đôi mắt như hai viên diệu thạch, hài tử không sợ người lạ, vừa được Dung Hoa ôm vào lòng liền vươn tay nắm lấy vạt áo của nàng, cười cười. Thật đáng yêu, thật ngoan. Dung Hoa cười tán thưởng. Đúng vậy, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Từ lưu Quang đưa một ngón tay tới treo gẹo, nữ nữ, nữ nữ, ta là cửu mẫu. Tiểu nữ nữ liền vươn tay đòi từ lưu quan ôm. Tiểu nha đầu, trong bụng cửu mẫu có bảo bảo, để gì ôm được không? dung hoa cười hỏi rồi phân phó lưu tô lấy lễ gặp mặt ra một khóa trường mệnh phỉ thúy vừa nhìn liền biết là đồ tốt đổng ngọc lan sẵn khoái cho nha đầu nhận lấy sau đó nói với tiểu nữ nữ mau đa tạ gì đi tiểu nữ nữ đương nhiên nghe không hiểu ý nàng nói có điều thấy mẫu thân nói chuyện với dung hoa hài tử vỗ tay ô a à mấy tiếng ba người dung hoa bật cười trêu chọc hài tử thấy ngày không còn sớm liền phân phó túy đồng xuống bếp xem đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi vâng vương phi túy đồng đáp rời đi rất nhanh liền trở về bẩm báo nói đầu bếp đã chuẩn bị xong hỏi cơm trưa nên dọn ở đâu lại nói đúng rồi vương gia phái người tới nói cơm trưa ngày ấy dùng ở ngoại thư phòng nói vương phi không cần lo lắng từ dung hoa gật đầu kêu đầu bếp mang cơm qua cho vương gia nhớ đưa theo hai mẻ trái cây mới còn cơm trưa của bọn ta cứ dọn ở thiên thính Túy đồng nhận lệnh, lại xoay người ra ngoài. Thấy Dung Hoa có qua có lại, tình cảm khẳng định rất trung hậu, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang nhìn nhau, khẽ cười. Ăn cơm trưa, ngồi thưởng trà, Dung Hoa liền dẫn hai người tới sương phòng sớm đã chuẩn bị, chính mình cũng về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm tỉnh dậy, thấy Từ Lưu Quang đã đỡ bụng lớn đứng ở hành lang, Dung Hoa bật thốt lên hỏi, "Lưu Quang tỷ tỷ sao không ngủ thêm một lát?" Từ Lưu Quang quay đầu, cười nói: dung hoa muội muội ta muốn đi thăm cô cô có tiện không lần này ánh cô cô theo về đại chu thân phận của dung hoa quá nổi bật nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng đương nhiên cũng sẽ bị chú ý vì vậy ánh cô cô nữ giả nam trang thành thị vệ của chu hành đương nhiên là tiện dung hoa mỉm cười đi tới đỡ lấy cánh tay nàng cô cô cũng rất nhớ thương tỷ muội cùng tỷ qua đó hai người vừa cười nói vừa tới viện của ánh cô cô tiểu thư vừa thấy từ lưu quang ánh cô cô vô cùng cao hứng cô cô từ lưu quang cũng cười gọi một tiếng ánh cô cô vội mời hai người vào trong ngồi lại bắt mạch cho từ lưu quang hỏi thăm nàng tình hình gật đây gật đầu dặn dò một phen mới từ bỏ dung hoa và từ lưu quang cũng không ở lâu nói chuyện một lúc liền cáo từ trở về ta và ngọc lan đều có hài tử có điều muội muội cũng không cần gấp gáp yên tâm đứa nhỏ là xem duyên phận có ánh cô cô bên cạnh từ lưu quang đương nhiên không lo lắng thân thể của dung hoa và chu hành nhưng nghĩ tới chính mình và đổng ngọc lan đều có hài tử nàng sợ dung hoa sẽ sốt ruột từ muội không vội dung hoa cười gật đầu lại nhìn từ lưu quang hỏi đúng rồi đổng tỷ tỷ có phải có chuyện gì không vừa rồi muội nhắc tới mạnh phi tỷ ấy tự hồ không được cao hứng có phải vì đổng tỷ tỷ sinh nữ nhi không thời đại này mọi người đều coi trọng nối giỏi tông đường, vì thế đương nhiên đều sẽ thích nhi tử. Từ lưu quan dừng bước, thở dài, thật ra cũng không phải vì Ngọc Lan sinh nữ nhi, tiểu nữ nữ dù sao mới là hài tử đầu tiên của họ. Đúng là có chuyện. Dung Hoa Diều từ lưu Quang ngồi ở ghế bên hành lang gấp khúc, sau đó tiếp tục hỏi, thế Đổng tỷ tỷ làm sao vậy? Không phải vì trọng nam kinh nữ, chuyện sinh nữ nhi, vậy nguyên nhân là gì? Cô gia trước kia ở quân doanh, tính tình tất nhiên rất tốt, có điều kinh thành này rốt cuộc vẫn phồn hoa hơn Tây Bắc bên kia. Từ lưu quan nhàn nhạt một câu. Dung hoa nhíu mày, kinh thành này đương nhiên hoa đoàn cẩm thốc hơn Tây Bắc, đồng thời dụ hoặc cũng nhiều. Nàng biết Mạnh Phi hiện tại làm việc trong ngũ thành binh Mã Tư, mà người làm việc trong ngũ thành binh Mã Tư và Kim Ngô Vệ phần lớn đều là đệ tử thế gia. Chẳng lẽ Mạnh Phi cũng bị phồn hoa chốn kinh thành này làm mù mắt? Từ lưu quan tiếp tục, muội cũng biết tính tình của Ngọc Lan, hoặc bác, cương liệt, hơn nữa còn lớn lên dưới mắt công công và bà bà, vì vậy trong mắt muội ấy nào có thể dung được một hạt cát. Lúc đầu rất tốt, phu thê bọn họ ngọt ngào như đường mật, chỉ là sau khi Ngọc Lan có thai, hắn liền. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, hơn nữa cô gia cũng biết nặng nhẹ, cho nên. Chúng ta thân là người nhà mẹ đẻ cũng không dám nói gì. Đổng gia cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu mạnh phi không có thông phòng, không được nạp thiếp. Lời từ Lưu Quang nói Dung Hoa đương nhiên hiểu, lửa giận trong lòng liền lập tức dâng lên, thê tử cực khổ vì hắn sinh nhi dục nữ, thế mà trong thời gian như vậy nhịn không nổi. Từ Lưu Quang ngây ra, sau đó thở dài, từ xưa tới nay an bài người hầu hạ vi phu là trách nhiệm của thê tử. Không phải bất cứ nam nhân nào cũng giống công công và phu quân của nàng, mà Đổng Ngọc Lan hoài thai thân mình không thể hầu hạ mạnh phi, Mạnh Phi muốn có thêm một hai thông phòng, muốn nạp thiếp, bọn họ đúng thật không thể nói gì. Hơn nữa, làm thê tử chính mình không thể hầu hạ phu quân thì phải vì trượng phu mà an bài, đây là trách nhiệm. Trách nhiệm đáng chết. Thê tử vất vả hoài hài tử, làm trượng phu thì hay lắm, chỉ biết cao hứng hưởng thụ ôn hương Nguyễn ngọc. Dung hoa hừ một câu, trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Kiếp trước, tiểu tam tiểu tứ bị xã hội coi là những kẻ càng rỡ, nhưng hiện tại nàng đang sống ở niên đại này, tiểu thiếp và thông phòng đều hợp pháp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài, lại hỏi, vậy đổng tỷ tỷ sinh nữ nữ, hắn cao hứng không? Từ lưu quan gật đầu, cao hứng, cô gia rất thích nữ nữ, nâng niu nữ nữ như hòn ngọc trong lòng bàn tay, còn về ngọc lan. muội đừng quá lo lắng, muội ấy sẽ từ từ thông suốt, những nữ nhân đó có là cái gì? Chẳng qua là chút ngoạn ý mà thôi. Biết Dung Hoa thật lòng đối tốt với mình và Đỗng Ngọc Lan, vì thế nàng liền nắm tay Dung Hoa, nói, ta và mẫu thân đều nói chuyện với Ngọc Lan, mùi ấy và cô gia lúc này đều còn trẻ, chờ qua đoạn thời gian này sẽ khá lên thôi. Dung Hoa nhẹ nhàng gật đầu, im lặng một hồi mới trở tay cầm lấy tay nàng ấy, do dự hỏi, lưu quan tỷ tỷ còn tỷ Sống tốt không? Nàng ấy hiện tại hoài hài tử, đổng trầm chu kia có phải cũng đi ngủ cùng nữ nhân khác không? Dung Hoa biết đây là chuyện giữa phu thê bọn họ, câu hỏi của mình đến quá đột ngột, nhưng nàng thật sự quan tâm. Từ lưu quan cảm động, sắc mặt bất giác đỏ lên, phu quân rất tốt. Chính là nói không có mấy chuyện kia. Gia phong động gia tốt, xem ra động trầm chu cũng chịu ảnh hưởng từ phụ mẫu mình. Dung Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay từ lưu Quang, động tỷ tỷ và nữ nữ chắc cũng tỉnh lại rồi, chúng ta về đi. Từ lưu quan mỉm cười đỡ eo đứng lên. Dung Hoa vội dìu lấy nàng ấy. Trở về chủ viện, Đỗng Ngọc Lan và Nữ Nữ sớm đã thức dậy. Đỗng Ngọc Lan đang ôm Nữ Nữ đi dạo, thấy Dung Hoa và Từ Lưu Quang trở về, liền hỏi, đi thăm cô cô sao? Ừ, Dung Hoa cười đỡ Từ Lưu Quang đi qua. Tới chiều tối, Từ Lưu Quang và Đỗng Ngọc Lan mới cáo từ, Dung Hoa tiễn tới cửa Thùy Hoa, lại nói với Từ Lưu Quang hai ngày nữa qua vấn an Đỗng Phu Nhân ngày nào muội đi nhớ nói với ta, ta cũng dẫn nữ nữ về. Đổng Ngọc Lan mở miệng. Được. Dung Hoa cười gật đầu. Nói hai câu, từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan cùng lên xe ngựa rời đi. Đứng một lúc, Dung Hoa mới xoay người. Về phòng, Dung Hoa thay y phục nhẹ nhàng, nằm xuống giường nệm, các ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ một lát. Túy Đồng và Lưu Tô lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Túy Đồng liền thấp giọng vương phi sao vậy vừa rồi gặp hai vị thiếu phu nhân vương phi không nên cao hứng sao nhưng vương phi thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng ưu thương lưu tô trầm tư lắc đầu túy đồng nghĩ nghĩ hỏi có phải vì lời động thiếu phu nhân vừa nói không lúc đó các nàng và hai nha đầu của từ lưu quan bạch âm và diệu âm đều ở cạnh có thể trong phòng dung hoa không ngủ nằm nghiêng gối lên cánh tay ngơ ngẩn nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, nhưng Chu Hành vào phòng đi tới trước mặt, nàng vẫn không phát hiện. Anh anh! Chu Hành ôm nhu gọi một tiếng. Lại không có phản ứng. Chân trời nhiễm một màu hoàng hôn, ánh sáng trong phòng hơi tối, người trên giường lại quấn chặt chăn, làm như có chút mơ màng. Trái tim Chu Hành bất giác buộc chặt, nghi người nằm xuống duỗi tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ gì vậy? Gọi nàng nàng cũng không có phản ứng chàng tới lúc nào? Dung Hoa cười hỏi. Vừa rồi. Chu Hành hôn lên cánh môi của nàng, hỏi, suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Dung Hoa không đáp, chỉ hỏi lại, chàng cảm thấy Mạnh Phi kia thế nào? Mạnh Phi. Theo y biết, trên công vụ hẳn không có việc gì. Chu Hành nhìn sắc mặt nàng, hỏi, hắn làm gì? Chọc giận Đổng Ngọc Lan. Tuy hỏi nhưng ngữ khí rất chắc chắn. Trên đường làm quan Mạnh Phi khẳng định không gặp chuyện gì. Thứ nhất, phía sau hắn có Mạnh Gia hậu thuẫn. Thứ hai, lại có nhạc phụ Đổng Đại Nhân che chở. Không phải chuyện nha môn, vậy chính là chuyện trong nhà. Không có gì. Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự không sao. Nhìn gương mặt y, đôi mắt sáng như sao, Dung Hoa trầm mặt một hồi, sau đó nhẹ giọng, tương lai nếu có một ngày chàng chán ghét thiếp, chàng cứ thả thiếp đi, thiếp khẳng định sẽ không oán giận chàng. Bọn họ từng oanh oanh liệt liệt mà yêu, không phải sao? Chu Hành còn cứu nàng rất nhiều lần. Nếu đi tới bước đó, vậy thì... Cứ chia xa đi. Hiện tại Chu Hành toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nhưng tương lai thì sao? Mười năm, hai mươi năm sau. Không phải nàng không tin Chu Hành, nhưng trái tim một người, ai có thể nói chuẩn. Còn nữa, nếu bọn họ không có hài tử thì sao? nghe vậy ánh mắt chu hành trong suốt như nước nhìn chằm chằm dung hoa bàn tay nâng niu gương mặt nàng cúi đầu trằn trọc trên khóe môi nữ tử một phen sau đó ôm chặt nàng tựa như muốn thảm nàng vào sâu thân thể nhẹ giọng đồ ngốc không đâu chương 239 vì nữ nhi mà phấn đấu nghe được lời này của chu hành dung hoa tươi cười gật đầu chu hành chăm chú nhìn nữ tử trước mặt đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng nói anh anh Người khác thích tam thê tứ thiếp là chuyện của bọn họ, Chu Hành ta chỉ biết, đời này chỉ cần có nàng, mặc kệ là hiện tại hay tương lai, 10 năm sau, 20 năm sau, hoặc 50 năm sau, thậm chí là tương lai xa hơn, Chu Hành ta chỉ nhận định mỗi mình nàng, ta chắc chắn sẽ không việc nàng lo lắng xuất hiện. Ừ, ta hiểu. Dung Hoa mỉm cười, cũng duỗi tay xoa mặt mày y, nhẹ giọng. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, chuyện của tương lai ai có thể nói được. Không ai có thể đoán trước tương lai sẽ ra sao, vì thế, chuyện của tương lai hãy để tới lúc đó rồi nói. Hôm nay nói rõ với y, tương lai nếu bọn họ thật sự đi tới bước đó, cho dù Chu Hành không bỏ, nàng cũng sẽ xoay người rời đi. Ngoài cửa sổ, ánh trời chiều nhuộm hồng cả vườn hoa, bóng cây trong vườn lắc lư, an tĩnh mà tươi đẹp, tất cả đều vì dung nhan như họa của nàng mà càng động lòng người. Từ lúc quen biết tới nay, bọn họ hiểu nhau đã nhiều năm. Nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng, Chu Hành biết bất an trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Vương phi của y mỹ lệ, kiên định, thông tuệ, bất cứ chuyện gì cũng có cái nhìn và cách giải thích của riêng mình, là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian này. Vẻ đẹp của nàng như dấu vết được ngòi bút khắc sâu vào tim y, theo thời gian mà ngày càng thẳm sâu, từ từ dung nhập vào xương và máu của y. Đời này, y sao có thể buông tay nàng? Sao có thể bỏ rơi nàng? để nàng thương tâm. Nàng đã hòa vào thân thể y, làm tổn thương nàng, để nàng rời đi, đó chính là xẻo đi miếng thịt trên người. Đời này không thay đổi. Chu Hành chậm rãi nói ra bốn chữ, ánh mắt như muốn xuyên thấu đôi mắt nhìn vào lòng nàng, sau đó Ôn Nhu cười tiếp tục, nàng có lẽ vẫn cảm thấy đối với tương lai, những lời ta nói hiện tại chỉ là nói suông, như vậy, chúng ta dắt tay nhau chậm rãi đi, được không? Thời gian cả đời y còn cảm thấy quá ngắn sao có thể buông tay nàng ra được? dung hoa khẽ cười, gật đầu đáp. mạnh phi nạp thiếp thấy sắc mặt nữ tử đã hòa hoãn một ít, chu hành nắm chặt tay nàng, làm như thuận miệng hỏi: nếu không phải thế, nàng hôm nay sao có thể bất an như vậy? nàng như thế là vì đỗng ngọc lan mà bất bình. từ cụ thể thế nào thiếp không rõ, lưu quan tỷ tỷ chỉ nhắc qua loa, cũng không tỉ mỉ kỹ càng nghe nói là thời điểm đổng tỷ tỷ có mang. Nhắc tới, Dung Hoa liền tức giận, không khỏi nghĩ tới quy tắc ở thời đại này, nếu có hài tử không thể hầu hạ, chủ mẫu đương gia phải an bài thông phòng và mỹ thiếp cho trượng phu, ngẫm tới liền cảm thấy ghê tởm. Dung Hoa bất giác nhìn chầm chầm Chu Hành. Thấy nàng tức giận, Chu Hành liền khẽ cười thành tiếng. Dung Hoa nhướng mày. Chu Hành lập tức thu liễm, được rồi, ta không cười, không cười sau đó y thở dài một hơi nắm chặt tay nàng mạnh phi là mạnh phi cho dù nam nhân thiên hạ đều như vậy điều đó cũng không thể đại biểu cho chu hành ta vì vậy anh anh nàng còn sợ gì nữa thiếp sợ sợ tình cảm sâu đậm sẽ không buông tay được dung hoa lẩm bẩm sợ nàng đương nhiên sợ nhìn chính mình trong gương mỹ nhân tươi mới chẳng qua chỉ là trao hẹ cắt một vụ lại có một vụ mới trước nay không hề thiếu mà dung nhan dù có tuyệt sắc tới đâu rồi sẽ có ngày tuổi già sắc suy anh anh của y sao lại yếu ớt như vậy từ lúc gặp nàng những lúc gian nan vất vả nàng đều vô cùng quyết đoán và cơ trí nhưng hiện tại là vì để ý y thích y yêu y vì thế mới lo được lo mất mới có thể bất an và lo lắng vậy sao nội tâm chu hành vừa kích động vừa đau lòng có lẽ là y làm chưa đủ tốt nên mới khiến nàng bất an như vậy chu hành nhìn nàng chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn ôn nhu nói anh anh nàng biết ta hiểu ta nàng biết ta tuy là thân vương nhưng nguy cơ tứ phía nàng nguyện ý gả cho ta cùng ta đối diện với biết bao nguy hiểm ta sao có thể khiến nàng thương tâm so với tương lai của ta so với nguy hiểm không thể đoán trước chúng ta sắp phải đối mặt nàng còn không sợ chút việc nhỏ này nàng sợ gì chứ mà ta sao có thể khiến nàng thất vọng sao có thể khiến nàng khổ sở anh anh nàng biết không đời này may mắn lớn nhất của ta chính là quen biết nàng tuổi nhỏ trúng độc vì bảo vệ tính mạng hoàng tỷ đã đưa y tới thương châu không ai biết y ở thương châu đã trải qua những gì đời này có phụ hoàng và hoàng tỷ thương y có nàng làm bạn y không cầu gì hơn nàng biết không những việc ta phải trải qua đều là vì có thể gặp nàng nhiều gian nan như vậy cũng chỉ để tương phùng hiểu nàng yêu nàng những năm đó, y mang độc trên người, không biết khi nào sẽ độc phát thân vong, có đôi khi nhìn chân trời rộng lớn ở Thương Châu, y không biết tại sao mạng của mình lại dài như vậy, thậm chí y từng cầu mong bản thân sớm được đi gặp Phụ Hoàng. Chỉ là, chết như vậy y không cam lòng. Sự thật Phụ Hoàng Băng Hà còn chưa chiêu cáo thiên hạ. Khi đó, y cảm thấy độc trên người mình có giải hay không đều không sao cả. Sau đó gặp nàng, y liền cảm thấy đời này thật sự quá ngắn ngủi cùng nàng hạnh phúc một đời nơi nào đủ hốc mắt dung hoa đỏ lên thiếp khẳng định cũng là vì gặp chàng nha đầu ngốc chu hành duỗi tay lau khóe mắt cho nàng nhìn thẳng vào mắt của nàng gằn từng chữ chúng ta cả đời đều không rời xa nhau dung hoa chậm rãi gật đầu từ chúng ta cả đời đều không rời xa nhau ta nghe nói sinh hài tử rất đau cho nên chúng ta chỉ sinh một nữ nhi lớn lên xinh đẹp giống nàng vậy chu hành nhẹ giọng chờ tình hình ổn định chúng ta sẽ tới đất phong nếu có thể chúng ta về đông lăng phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu có chúng ta và nhạc phụ nhạc mẫu sủng ái nữ nhi của chúng ta sẽ càng xinh đẹp chờ nó trưởng thành chúng ta sẽ chiêu tế cho nó dung hoa không khỏi bật cười chiêu tế chiêu tế gì chứ hài tử còn chưa có y thế mà đã nghĩ tới chuyện kén rễ ừ chu hành nghiêm túc gật đầu nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ phong thái xuất chúng thiên tư quốc sắc khẳng định vô cùng xinh đẹp chúng ta phải chọn cho nó con rể thiên hạ vô song chỉ là con rể phải tới cửa chúng ta chỉ có một nữ nhi mặc kệ là tiểu tử thúi nhà ai cũng quá tiện nghi cho hắn rồi đừng nói việc khác chỉ nhắc tới khối mở đông lăng kia chỉ sợ rất nhiều người muốn tới cửa làm rể như thế kẻ dụng tâm kín đáo khẳng định không ít Dung Hoa không khỏi lo lắng, nhíu mày hỏi, nếu kẻ đó tới là vì của hồi môn của nữ nhi thì làm sao bây giờ? Mọi thứ của nàng và Chu Hành tương lai đều để lại cho hài tử, nếu như y nói, chỉ sinh một nữ nhi, vậy kẻ tới cưới không phải cưới được một tòa kim sơn sao? Chu Hành ngưng trọng gật đầu, cho nên chúng ta phải mở to hai mắt lựa chọn. Hai người trầm mặt một lúc, sau đó nhìn nhau, không khỏi bật cười thành tiếng. Đứa nhỏ còn chưa có, Bọn họ đã lo lắng tới hôn sự của nữ nhi mười mấy năm sau rồi. Nụ cười trên mặt Dung Hoa tựa như hoa đào tháng 2. Không, so với hoa đào càng thêm diễm lệ, nhìn đôi mắt thanh triệt như nước khiến người ta say mê, ánh mắt Chu Hành nóng lên vài phần, tay ôm eo Dung Hoa bất giác nắm chặt. Ở gần vốn dĩ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hiện tại hơi thở ấm áp của y trở nên nóng rực, Dung Hoa cơ hồ lập tức cảm nhận được thân thể y có sự biến hóa anh anh chu hành nỉ non gọi cúi đầu hôn lên vành tay của nàng hô hấp của dung hoa liền nóng lên trên mặt cũng mang theo tình ý chỉ là lý trí vẫn còn nàng quay đầu nhìn chiều hôn bên ngoài cửa sổ nói bên ngoài còn có người lát nữa phải ăn cơm chiều cơm để ăn sau cũng được chu hành lẩm bẩm bên tai nàng hơi thở cực nóng theo đó bao trùm không biết từ khi nào y phục trên người đã bị cởi ra sạch sẽ hai người cũng chuyển tới trên giường theo tiết tấu của y, cùng thăng cùng trầm. Dung Hoa chỉ cảm thấy đóa hoa trong thân thể mình nở rộ, khiến bản thân rơi vào mơ mộng mê ly, làm nàng trâm mê không dứt. Chờ tỉnh táo lại, ngoài cửa sổ đã là ánh trăng như bạc, đèn lồng cũng đã treo ở hành lang. Nương theo ánh sáng, Chu Hành nghi người nhìn nàng, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve theo đường nét trên gương mặt nữ tử, mệt không? Dung Hoa đỏ mặt, hờn dỗi, thiếp thật không còn mặt mũi nào gặp bọn họ, vừa rồi động tĩnh trong phòng lớn như vậy, bọn người thạch ma ma khẳng định đều nghe thấy hết. Chúng ta là vì nữ nhi mà phấn đấu, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, Lưu Tô và Túy Đồng chắc chắn sẽ tống cổ bọn họ đi thật xa. Biết Vương Phi nhà mình mặt mỏng, Chu Hành liền nghiêm túc giải thích một câu, sau đó hỏi, đói bụng chưa? Đói rồi. Dung Hoa giận hờn nhìn y, nắm chặt cái chăn bọc lấy thân thể, chỉ lộ ra cái đầu, bộ dáng rõ ràng là thiếp không còn mặt mũi xuống giường, chàng ra ngoài mang đồ ăn vào đây đi. Nàng như vậy thật giống tiểu miêu. Chu Hành khẽ cười, duỗi tay nhéo mặt nàng một cái, xoay người ngồi dậy, cũng ôm nàng lên, sau đó mở miệng phân phó, mang cơm vào đây. Qua một lúc, Túy Đồng và Lưu Tô, còn cả Thạch Ma Ma và Lê Hoa, bốn người nối đuôi đi vào. Lưu Tô còn tốt, tính tình vốn lãnh đạm, bình thường không nói nhiều nên sắc mặt vẫn cu ẻ như trước nay nhưng ba người túy đồng thạch mama và lê hoa đều không ngăn được nụ cười trên khóe miệng dung hoa nhéo đùi chu hành một cái bốn người bày đồ ăn lên bàn sau đó tới bên giường thu dọn đốt đèn lúc này mới không người lui xuống chu hành mỉm cười đặt đôi đũa vào tay dung hoa sau đó gặp đồ ăn cho nàng ăn đi dù sao bọn họ cũng là tâm phúc của mình khẳng định sẽ không truyền ra ngoài hơn nữa trong phủ chỉ có nàng và chu hành là chủ tử nghĩ như vậy dung hoa liền không để trong lòng ăn một ít hai người liền buông đũa tắm gội xong cả hai không thiếu được một phen triền niên lăn lộn thời điểm kích động nhất trong đầu dung hoa liền hiện lên một ý niệm y muốn sinh một nữ nhi như vậy nhưng nếu tương lai bọn họ sinh toàn nhi tử thì làm thế nào trong lúc mơ màng dung hoa đem suy nghĩ hỏi ra chu hành khẽ cười ôm lấy nàng ông trời nhất định sẽ cho chúng ta được như ý nguyện. Nếu là nhi tử, y và nó có thể cùng bảo vệ nàng, như vậy cũng tốt. Nhi tử, nữ nhi, tất cả đều là hài tử của hai người bọn họ. Kế tiếp, Dung Hoa liền bắt đầu làm quen với công việc vặt trong phủ. Còn cả sổ sách hơn một năm của nhất phẩm cư, lâu ngoại lâu, cẩm tú sơn trang, trưởng quầy đầu mang tới chỉnh tề để nàng xem qua. Thêm cả tiền trang trong ngoài đều vội lên. Mỗi ngày chu hành cũng phải lâm triều, bắt đầu bận rộn. Trong vương phủ có nữ chủ nhân, thân phận trước nay không giống, vì thế thiệp bái phỏng tới cửa không dứt. Tất cả dung hoa đều giao cho quản gia xử lý. Chờ mọi việc đi vào quỳ đạo, dung hoa liền mang theo lễ vật tới đổng phủ một chuyến, vấn an đổng phu nhân và đổng lão gia. Nhán cái liền tới tháng 8. Hôm nay là trung thu, trong cung sớm đã truyền tin tới, Yến tiệc trung thu lần này tổ chức chủ yếu là vì Dung Hoa và Chu Hành. Thân thế của Chiêu Vương Phi Yến Dung Hoa lên xuống phật phòng, ai có thể ngờ một người bị dịp gia trục xuất sẽ là cô nương tôn quý nhất Đông Lăng. Nàng và Chiêu Vương thành thân ở Đông Lăng. Cho nên Yến hội lần này cũng coi như là tiệc cưới đền bù mà huynh trưởng và tẩu tẩu ở Đại Chu làm, đồng thời giới thiệu Chiêu Vương Phi với mọi người. Thời tiết không còn oi bức như mùa hè, cuối thu đặc biệt mát mẻ sảng khoái chuẩn bị xong, Chu Hành và Dung Hoa liền lên xe ngựa tiến cung. Chương 240. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống dừng trên bức tường hoàng cung, ngoài cửa, vô số chiếc xe ngựa xếp thành đội ngũ thật dài. Xe ngựa đi thẳng vào nội điện và bên ngoài điện các mới dừng lại. Hai người xuống xe, đổi qua cổ kiệu trong cung, tới nơi tổ chức yến hội. Xuống kiệu, hai người tạm thời tách nhau ra, nam tới bên trái điện các, nữ qua bên phải chủ điện là nơi lát nữa sẽ tổ chức yến hội. Mặt trời xuống núi, không ít cô nương kết bạn nói chuyện trong viện, bên kia cũng không ít công tử uống trà hàng huyên. Chu hành theo nội thị qua bên trái điện cát, Dung Hoa mang theo túy đồng và lưu tô theo cung nữ đi về bên phải. Rất nhiều nữ quyến đã tới, trong điện các oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Dung Hoa tới, điện các liền trở nên an tĩnh, tất cả ánh mắt đều hướng về bên này mấy năm nay sự tình của chiêu vương phi mọi người đều biết có thể nói là chuyện này nghe chưa xong chuyện khác đã tới ban đầu là cô nương diệp gia phụ vong mẫu tái giá sau đó hôn phu lâm luật từ hôn lại cùng diệp gia đoạn tuyệt quan hệ sau liền có chuyện nàng không phải huyết mạch của diệp gia trở thành nữ tử thân thế không rõ thời điểm mọi người đều đang thở dài thương nàng mệnh khổ nàng lại trở thành hôn thê của chiêu vương nhưng lúc đó mọi người vẫn nhịn không được mà than trách bởi vì chiêu vương dường như đã một bước sẽ vào quan tài tứ hôn cho họ chẳng qua là vì chiêu vương mà giữ lại huyết mạch có điều một nữ hài mồ côi như nàng có thể như vậy cũng coi như đã là phúc phần ngay thời điểm mọi người còn đang thổn thức nàng lại biến mất toàn bộ kinh thành dường như đều bị chiêu vương lục tung biến mất không thấy một dung mạo tuyệt sắc như vậy mọi người không khỏi tiết hận chiêu vương tự mình dẫn người tìm kiếm mọi người đều cho rằng đây chẳng qua là mặt mũi của nam nhân, nhịn không được cục tức này thôi. Không ngờ, tin tức phía sau truyền tới khiến người khiếp sợ không thôi. Ngày đó nàng không phải biến mất không rõ tung tích, mà là cùng Nghĩa Huynh trở về Đông Lăng, nhận lại phụ thân là Yến Sức tiến tâm lừng lẫy. Sau, càng khiếp sợ hơn là, Hoàng Triều Lý Gia Điên Đảo, Yến Sức đem toàn bộ Đông Lăng làm của hồi môn cho nữ nhi thất lạc nhiều năm này. Toàn bộ Đông Lăng làm của hồi môn nàng chính là chủ nhân của Đông Lăng. Hơn nữa, một chuyến đi này, thân mình chiêu vương đã trị hết. Mấy năm nay, chuyện xưa của nàng so với thị phi của kẻ khác phập phòng lên xuống rất nhiều. Như thế, ánh mắt các vị phu nhân nhìn dung hoa có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có khinh thường, đủ loại khác nhau. Dung hoa chỉ coi như không nhìn thấy, trấn định tự nhiên đi về phía trước. Thời điểm ánh mắt mọi người đủ loại lập lòe, Tàng Mính cao hứng đi tới kéo tay Dung Hoa, tiểu hoàng thẩm. Dung Hoa mỉm cười, tới sớm vậy sao? Con cũng vừa mới tới, nếu biết tiểu hoàng thẩm ở ngay phía sau con đã ở cửa cung chờ, chúng ta có thể cùng đến. Tàng Mính cười đáp. Ở đây gặp mặt cũng thế. Dung Hoa đưa mắt nhìn bốn phía, sao không thấy chi vũ? Ngủ rồi sao? Hài tử của đại hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử đều ở đây. Nó đang bị hoa, tiệc tối không biết khi nào mới tan, vì thế không dẫn tới. Tăng Mính giải thích. Thời tiết hiện tại khá lạnh, có lẽ là nhiễm phong hàn, nghiêm trọng không? Dung Hoa vội hỏi. Thái Y nói chỉ có chút cảm lạnh, có điều không sao, con cũng là lo lắng nên không dẫn nó tới. Không sao thì tốt. Từ lưu quan hoài hài tử không tới, mạnh lão tướng quân nhất cao vọng trọng, có điều chức vị của Mạnh phi không đủ tiếng cung tham dự yến hội này, vì thế Đổng Ngọc Lan cũng không tới, chỉ có mỗi Đổng phu nhân đến tham gia, trước khi đi cùng Tàng Mính qua chỗ ngồi, Dung Hoa đi chào hỏi Đổng phu nhân trước. Đổng phu nhân cáo mệnh không cao bằng Dung Hoa, nhưng bà luôn coi nàng như nữ nhi mà chiếu cố, Dung Hoa cũng tôn kính bà như trưởng bối, mọi người đương nhiên không cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn hâm mộ Đổng phu nhân một phen. Chào hỏi xong, Dung Hoa liền cùng Tàng Mính đi đến chỗ nàng ấy ngồi. Đại hoàng tử Phi ngồi gần đó sớm đã đứng lên, chờ Dung Hoa và Tàng Mính tới liền bước ra trước tiếp đón, tiểu hoàng thẩm, mời ngồi. Dung Hoa cười chào hỏi nàng một phen liền ngồi xuống. Ba người ngồi cùng nhau, hàng thị kêu đôi nhi nữ tới thỉnh an Dung Hoa, Bạch Nhứ và Dương Mặt Tuyết cũng gọi nữ nhi tới thỉnh an nàng. Dung Hoa, hàng thị và Tàng Mính đang nói chuyện, một phu nhân áo ngoài sắc đinh hoa tới, hành lễ thần phụ gặp qua vương phi gặp qua đại hoàng tử phi nương nương lục hoàng tử phi nương nương dung hoa lúc trước ở diệp gia không quen biết nhiều người sau đoạn tuyệt quan hệ thời điểm tổ chức yến tiệc cũng không mời nàng qua lui tới đổng gia cũng đều là võ tướng cho nên nữ tử này trông có chút lạ mặt có điều dung hoa vẫn nâng tay cười nói miễn lễ mau đứng lên là thê tử của đại thiếu gia diệp gia cô nương cổ gia trong lòng thầm tính toán Tàng Mính cuối người thấp giọng giới thiệu nữ tử này với Dung Hoa. Thì ra là thê tử của Diệp Cẩm Hoàng, cô nương cổ gia công bộ Thị Lan, Dung Hoa khẽ cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Kỷ thị bị giam cầm chỉ còn lại cái mệnh, Diệp lão phu nhân tuổi đã lớn, công việc vặt trong nhà không thể để đám người Ngọc Di Nương và Lan Di Nương xử lý, cho nên, cổ thị vừa vào cửa, nội trợ trong Diệp gia liền giao cho nàng. Diệp Cẩm Cần chẳng qua chỉ là cử nhân, theo lý mà nói cổ thị không có tư cách vào cung dự tiệc trung thu, nhưng Diệp Gia lại có một chiêu nghi nương nương, Diệp Di Nguyệt này được sủng ái, cho nên nhà mẹ đẻ đương nhiên cũng đi theo gà chó lên trời. Tạ Vương Phi Cổ thị làn da trắng nõn, dung mạo tú lệ, đôi mắt lộ rõ vẻ không khéo, đứng dậy thuận theo ngồi bên cạnh, cười nói, nghe nói Vương Phi đã trở về, tổ mẫu lão nhân gia rất nhớ thương người, thần phụ cũng sớm muốn đi thỉnh an Vương Gia, có điều vương phi vừa mới trở về cho nên không dám tới cửa quấy rầy làm trò trước mặt nhiều người như vậy nàng ta đúng là không biết xấu hổ nàng và diệp gia có quan hệ gì chẳng lẽ nàng ta không biết dung hoa lãnh đạm một câu tạ lão phu nhân nhớ thương thân thể bà ấy vẫn tốt chứ còn về việc tới vương phủ bái phỏng căn bản không cần nhắc tới diệp gia đối xử với nàng thế nào trong lòng mọi người đều rõ nàng không vĩ đại như thế có thể đem hết mọi chuyện trong quá khứ coi rằng chưa từng xảy ra chuyện gì cho nên nàng không muốn tiếp tục tới lui với người diệp gia người diệp gia có thể nhớ thương cũng chỉ có dịp cẩm cần hắn là con nối dòng của dưỡng phụ diệp thế hiên tương lai nàng có giúp hay qua lại cũng chỉ có dịp cẩm cần đối với vẻ sơ đạm của nàng cổ thị không quá để ý vẫn tươi cười trả lời tạ vương phi quan tâm tổ mẫu rất tốt chỉ là thường xuyên nhắc tới vương phi nhị thúc cũng rất nhớ thương người Dung Hoa nhớ mày nhìn cố thị ngữ tiếu yên nhiên. Xem ra là người thông minh khôn khéo, biết nhắc tới dịp cẩm cần, nàng có lẽ sẽ nể mặt một chút. Dung Hoa theo lời của nàng ta, hỏi, nhị ca vẫn tốt chứ? Mấy năm nay nhị thúc không về nhà, có điều mỗi tháng đều viết phong thơ, nói tất cả đều tốt. Cổ thị cao hứng trả lời, tính toán thời gian, chắc cũng sắp về rồi. Dung Hoa cười gật đầu. Cổ thị lại nói, nhắc đến tuổi nhị thúc cũng đã lớn thúc phụ và thím đều không còn trong lòng tổ mẫu vô cùng sốt ruột nói rồi nàng ta đưa mắt nhìn chúng khuê tú trong viện cười nói thần phụ kiến thức hạn hẹp tới lúc đó còn phải nhờ vương phủ giúp đỡ đây là muốn nàng tìm hôn sự cho diệp cẩm cần chiếu cố diệp cẩm cần nàng và chu hành đều sẽ ngầm chiếu cố hắn chu hành cũng có thể trong con đường làm quan hỗ trợ hắn vài phần nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể quên hết quá khứ cùng Diệp Gia hòa hảo trở lại. Bọn họ nghĩ nàng ngốc sao? Vì thế nụ cười trên mặt dung hoa phai đi vài phần, nói, Diệp thiếu nãi nãi nói đùa, bổn cung chỉ là người ngoài thì có thể nói gì. Lão phu nhân kiến thức to lớn, nhân duyên cũng rộng, trong lòng bà ấy tất nhiên sớm đã có chủ ý. Diệp Cẩm Hoàng không phải mệnh quan triều đình, cổ thị này đương nhiên cũng không thể tự xưng phu nhân. Cổ thị giả trang không biết, cũng không thể tiếp tục ngụy trang thuộc đức nữa, vì thế thầm thở dài trong lòng, nhị thúc vẫn chưa biết chuyện Vương Phi đã trở về, có điều hai ngày trước thúc ấy viết thư về mọi người đã báo với thúc ấy, có lẽ rất nhanh sẽ viết thư cho Vương Phi người. Ai có thể ngờ nữ hài mồ côi được dịp gia thu nhận lại có xuất thân như vậy, lão phu nhân biết tin thiếu chút đã hận tới học máu. Nhắc tới nàng, trên dưới mọi người dịp gia đều không đảm đương nổi. Cho dù không phải huyết mạch dịp gia, không phải nữ nhi thân sinh của thúc phụ, chỉ riêng về dung nhan tuyệt sắc này, cũng không thể đuổi nàng ra khỏi Diệp Gia. Mỹ nhân như vậy, Diệp Gia còn sợ nàng không mang về chỗ tốt nào sao? Huống hồ, người ta còn có thân phận tôn quý như vậy. Mấy tháng nay sắc mặt của lão phu nhân và công công đều không tốt, trên người đều lộ ra hơi thở hối hận. Cũng may hiện tại nàng đã trở về Đại Chu, trở về Kinh Thành, tương lai chậm rãi hàng gắn là được. Dung Hoa khẽ cười tỏ vẻ đã biết. Cổ thị thấy thế, nói thêm hai câu việc nhà liền đứng dậy rời đi. Tằng Mính nhìn theo bóng dáng nàng ta, khen một câu, đúng là tâm tư lã lướt, có mắt nhìn. Dung Hoa gật đầu tán động. Biết lựa lời mà nói, có chuyển biến tốt liền thu hồi, đúng là tâm tư linh động. Dung Hoa vừa nhấp ngụm trà, Kiều Nguyệt liền được nha đầu dìu tới, hành lễ với Dung Hoa, Tằng Mính và Hàng Thị, sau đó ngồi xuống, cười hỏi, đây là lần đầu tiên Vương Phi gặp thiếu nải nải Diệp Gia, sao không hàng huyên thêm một lúc. Kiều Nguyệt một thân đào hồng che lấp sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, chỉ là Dung Hoa nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thán Mạng của Kiều Nguyệt này đúng là dài như tiểu cường. Nàng về Kinh Thành cũng gần một tháng, đương nhiên biết năm đó Thái Y nói Kiều Nguyệt chỉ còn sống được một hai năm. Hiện tại không chỉ còn sống, hơn nữa lại lấy được sủng ái của Tuyên Bình Hầu. Có thể nói tề gia vì thủ đoạn của ả mà đi lên, thứ nhất là vì thủ đoạn của ả, thứ hai là vì huynh trưởng của ả Kiều Vũ Đình. Kiều Vũ Đình là người có năng lực, tuổi trẻ đã trở thành Tây Ninh Hầu, hiện tại là chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, mấy hoàng tử đều muốn mượn sức hắn. Kiều Nguyệt cả tới Kiều Gia, Kiều Vũ Đình này đương nhiên được coi là người của thất hoàng tử, cho nên việc mượn sức này, thất hoàng tử dễ dàng hưởng lợi. Kiều Vũ Đình chỉ có một mùi mùi bảo bối này, hai người mất mẫu thân từ nhỏ, vì thế Kiều Vũ Đình thương muội muội này tới tận xương tủy. Vì một tầng quan hệ này, tề gia đương nhiên sẽ không khó xử Kiều Nguyệt, hơn nữa Kiều Nguyệt chẳng qua là con ma ốm, không sống được mấy ngày, tề gia không làm khó ả cũng vì giúp thất hoàng tử. Không ngờ, Kiều Nguyệt chịu đựng nửa năm, một năm, hiện tại còn sống rất tốt, điểm này không chỉ khiến người tề gia kinh ngạc, cả kinh thành này đều không khỏi cảm thán một phen. Tăng Mính và Hàn Thị nhìn Kiều Nguyệt, đáy mắt lộ rõ chán ghét. "Ả à ta sao lại tới đây?" Tề gia này là một mớ hỗn loạn, phụ tử ngủ cùng nữ nhân cũng không so đo, thời gian trôi qua, Kiều Nguyệt lần nữa lọt vào mắt Tuyên Bình Hầu. Người Tề gia không để ý, nhưng người trong thiên hạ đều phỉ nhổ, nhưng có Tề Quý phi chống lưng, hơn nữa chính đức đế cũng nhắm một mắt mở một mắt, hôn sự là ông ta ban cho, vì thế chuyện của Kiều Nguyệt và thế tử Tuyên Bình Hầu ông ta coi như chưa từng nghe thấy tuy kiều nguyệt được sủng có điều những nhà quy cũ mỗi lần tổ chức yến hội đều không đưa thiệp mời ả huống chi là yến tiệc trong cung này chán kết trong mắt tằng mính và hàng thị kiều nguyệt không nhìn thấy hơn nữa cho dù nhìn thấy ả cũng sẽ không quan tâm chỉ tươi cười mà nhìn dung hoa vương phi cuối cùng cũng trở về ngày đó chúng ta lo lắng muốn chết còn tưởng người xảy ra ngoài ý muốn gì còn nữa phó công tử kia cũng thật là là nghĩa huynh sao không nói sớm đưa người về đông lăng tương nhận phụ mẫu là chuyện tốt sao không nói với mọi người một tiếng để mọi người lo lắng như vậy kiều nguyệt tỏ vẻ quan tâm đúng rồi tứ đệ vẫn khỏe chứ lời này vừa nói ra điện các lập tức trở nên an tĩnh nói là nghĩa huynh đưa nàng trở về nhưng chuyện trước đó ai có thể nói rõ chiêu vương phi năm đó là một cô nương xinh đẹp như hoa lại đi theo phó cửu lận thời gian lâu như vậy Kiều Nguyệt cười thanh khách nhìn Dung Hoa, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng nụ cười vô cùng sáng lạng. Chương 241: Chúng sinh. Là muốn nói khi nàng biến mất không thấy đâu đã không còn trong sạch. Nghĩa huynh là nghĩa huynh, cuối cùng vẫn không phải huynh muội có cùng huyết thống, không phải sao? Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía này, Dung Hoa mỉm cười nhìn Kiều Nguyệt, chỉ trả lời một câu, lúc đó là ta sốt ruột muốn gặp phụ mẫu, để kịp thời gian trở về Đông Lăng cho nên nhất thời gấp gáp lên đường. Muốn dùng chiêu này bôi nhọ thanh danh của nàng, nàng ta đúng là đánh giá cao bản thân rồi. Nếu có thể dễ dàng khiến nàng khó chịu hoặc khiến nàng và chu hành tâm sinh khúc mắt, hôm nay nàng đã không ngồi ở đây, hơn nữa nàng có trong sạch hay không không cần phải giải thích với kiều nguyệt nàng ta và đám người trước mặt. Một nữ hài mồ côi như nàng nghe tin của phụ mẫu thân sinh đương nhiên sẽ sốt ruột muốn gặp mặt tương nhận, việc này với người khác có liên quan gì? càng không phải chuyện của Kiều Nguyệt nàng ta. Kiều Nguyệt nàng ta sớm đã thanh bại danh liệt, giải thích với nàng ta chính là đánh mất thân phận của mình. Chúng phu nhân nghe Dung Hoa nói, không ít người tỏ vẻ lý giải gật đầu. Kiều Nguyệt không có ý tốt, Tăng Mính lập tức đứng ra phản bác, Tiểu Hoàng thẩm từ nhỏ rời xa phụ mẫu, ngày đó có tin tức đương nhiên muốn vội vã trở về tương nhận, hiện tại cần gì phải giải thích với kẻ khác. Tuy phu nhân không đáng tin cậy nhà mình nói nàng phải chiếu cố tiểu hoàng thẩm, tuy chỉ hàng huyên mấy lần nhưng tăng mính thật lòng thích vị tiểu hoàng thẩm dung hoa này, người trong nhà đương nhiên phải đồng lòng đứng trước kẻ ngoài. Hàng thị cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, thiên hạ này có gì quan trọng hơn phụ mẫu? Cũng đúng. Kiều Nguyệt tán đồng gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ tia tàn khốc. Nguy trang, còn ngụy trang được, một mình lẻ loi cùng phó cửu lận rời đi, gia đầu một người cũng không mang theo, ở đây có ai tin nàng còn trong sạch. Đáng tiếc, phó gia không ở kinh thành, chậm chạp không thấy động tĩnh, bằng không hiện tại sẽ càng náo nhiệt. Dung Hoa mỉm cười, trả lời vấn đề khác của nàng ta, thần nhi vẫn tốt, thân thể người suy nhược không nên bận tâm, không cần lo lắng cho thần nhi. Kiều Vũ thần rốt cuộc vẫn là đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng ta, quan hệ huyết thống này vô luận thế nào cũng không thể gạt bỏ kiều nguyệt nàng ta quan tâm kiều vũ thần đó là chuyện vô cùng bình thường nếu không hỏi một câu ngược lại khiến nàng ta trong mắt mọi người quá máu lạnh thật đa tạ vương phi còn cả tướng gia và phu nhân kiều nguyệt cảm kích nói cũng không biết khi nào mới có thể trở về đáng thương cho nó một tiểu hài tử phải sống bên ngoài người làm tỉ tỉ như ta thân thể quá kém không thể quan tâm nhiều hơn nói rồi sắc mặt nàng ta liền mềm yếu vài phần có điều nàng ta cũng là kẻ thông minh, biết trong yến hội này khóc lóc sẽ khiến mọi người không thoải mái, vì thế ra dáng cố ép nước mắt trở về. Tâm ý của người, thần nhi sẽ biết, đợi nó trở về chắc chắn sẽ đi thỉnh an người. Dung Hoa nhàn nhạt một câu. Trước đó ta có gặp tứ thiếu gia mấy lần, là hài tử thông tuệ hiểu chuyện, hầu phu nhân bảo trọng thân thể, tứ thiếu gia biết ngươi quan tâm chắc chắn sẽ cao hứng, nhưng nếu vì nó mà phu nhân lao lực thì thật không tốt. Vừa rồi là Tăng Mính mở miệng, lúc này là Hàng Thị đứng ra nói giúp, hơn nữa, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, hầu gia và phu nhân ở dưới suối vàng sẽ không yên tâm. Kiều Nguyệt là người của thất hoàng tử, Hàng Thị đương nhiên sẽ không khách khí với nàng ta. Sớm đã biết Yến Dung Hoa này không phải đèn cạn dầu, hơn nữa còn có Hàng Thị và Tăng Mính, mục đích của Hàng Thị không cần phải nói, đương nhiên là vì mượn sức chiêu vương ủng hộ đại hoàng tử mà Tằng mính vì lục hoàng tử xưa nay thân cận với chiêu vương, nàng đương nhiên sẽ phu sướng phụ tuyền, tuy rằng một mét chưa được sảng khoái nhưng lòng kiều nguyệt vẫn yên tĩnh như nước, không hề tức giận. Thân mình nàng ta như tơ liễu phiêu linh, tùy thời đều có thể theo gió mà đi, năm đó vì Yến Dung Hoa đột nhiên biến mất không rõ tung tích, nhất thời cao hứng mà bệnh tái phát, khi ấy Thái Y nói nàng ta chẳng qua chỉ còn một hai năm. Chỉ là lúc đó thù vong mẫu đã báo, Yến Dung Hoa bị người ta bắt đi, Kết cục không cần phải nói, ngoại trừ luyến tiếc huynh trưởng, nàng ta cũng không còn vướng bận gì. Không ngờ, sao lại truyền tới thân thế của Yến Dung Hoa, tức giận trong lòng lại dâng lên, mạng thiếu chút đã tiêu tán. Yến Dung Hoa sao lại có mệnh tốt như vậy? Không chỉ tìm được phụ mẫu thân sinh thân phận tôn quý, ngay cả bệnh của Chu Hành cũng khỏi hẳn. Chu Hành, đó vốn là hôn phu của Kiều Nguyệt nàng. Yến Dung Hoa dựa vào cái gì đi đoạt nhân duyên của nàng? dựa vào gì mệnh của yến dung hoa lại tốt như vậy không nhìn thấy kết cục của yến dung hoa kiều nguyệt nàng sao có thể cam tâm chết như vậy dựa vào cơn giận này nàng ta đã sống tới hiện tại nhưng cơn giận này không thoát ra ngoài mà như thêm dầu vào lửa kiều nguyệt rất rõ thân thể của mình vì thế cười nói có tướng gia dạy dỗ là phúc phận của thần nhi chỉ là một mình nó lẻ loi ở nơi không người thân chúng ta đều lo lắng cũng không biết khi nào nó mới về ta và ca ca đều nhớ thương nó tổ mẫu ở nhà cứ nhắc nó mãi dung hoa mỉm cười thân thể lão phu nhân tốt không phu nhân cứ nói lão phu nhân không cần lo lắng thần nhi cũng rất nhớ thương mọi người nó nói với ta sẽ thường xuyên viết thư về nó cũng sẽ trở về thăm nhà còn nhờ ta chuyển lời về rằng mọi người không cần lo lắng cho nó nó sẽ cố gắng học tập tương lai chắc chắn thi đậu công danh vì kiều gia mà nổi bật vẻ vang chuyện của Tây Ninh Hầu và Nhan Thị làm thế nhân đều biết, đáng tiếc cho hài tử Kiều Vũ thần này, có điều trước khi chết, hai người đã phó thác hài tử cho Chiêu Vương Phi. Lúc ấy mọi người không khỏi khó hiểu, hiện giờ mới thấy quyết định của phu phụ bọn họ vô cùng hợp lý, nếu Kiều Vũ thần ở lại Kiều Gia, cuộc sống không biết sẽ như thế nào, lúc này Hầu Phủ do Kiều Vũ Đình trưởng gia, mà mâu thân của Kiều Vũ Đình do Tây Ninh Hầu trước và Nhan Thị hại chết, tuy nói trẻ con vô tội, lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng suy bụng ta ra bụng người kiều vũ đình sẽ đối đãi không chút ngăn cách với ấu đệ này sao mà kiều lão phu nhân đã lớn tuổi bà ta có thể bảo vệ hài tử được bao lâu mà chiêu vương phi lại không giống mặc kệ thế nào nhan thị cũng từng có ơn dưỡng dục với nàng cho nên có chiêu vương phi và chiêu vương che chở hiện tại còn có lão sư như tướng gia có phó cửu lận phía trước tương lai của kiều vũ thần khẳng định sẽ có thành tựu lớn chỉ đáng tiếc là nó lại có phụ mẫu tán tận lương tâm như vậy trong số các vị phu nhân ở đây không ít người đã làm mẹ nhịn không được mà cùng cảm khái đúng là hài tử hiểu chuyện đúng là ngoan ngoãn tứ thiếu gia còn nhỏ mà đã thông minh hài tử này đúng là lanh lợi kiều nguyệt cũng cười nói tổ mẫu ca ca và ta chỉ hy vọng nó bình an vui khỏe vất vả vương phi đã chiếu cố nó vất vả gì chứ có một đệ đệ vừa thông minh vừa hiểu chuyện như thần nhi ta đây cao hứng còn không kịp dung hoa cười đáp mọi người không khỏi đều nhìn dung hoa chiêu vương phi là muốn nói bọn họ biết tuy giữa nàng và kiều vũ thần không có quan hệ huyết thống nhưng nàng ấy lại coi kiều vũ thần như thân đệ đệ của mình đa tạ vương phi hậu ái kiều nguyệt cảm kích nói một câu tuy không đạt được hiệu quả như mong muốn nhưng trong lòng yến dung hoa chắc chắn cũng không dễ chịu mọi người ngoài miệng tuy không nói nhưng tâm lý rốt cuộc cũng sẽ nổi ngoài nghi về trinh tiết của Dung Hoa. Quá lời. Dung Hoa khẽ cười. Đang nói gì vậy? Hình như rất vui vẻ. Bạch Nhứ được cung nữ dìu tới. Tuy kinh thường kiều nguyệt lã lơi ông bướm, nhưng người ta còn có ca ca, vì nghiệp lớn của điện hạ nhà mình, nàng không thể luôn bàn quan. Cung nữ một bên vội dọn ghế. Hàng thị cười ha ha, tiểu hoàng thẩm và chúng ta đang nói về phong thổ đông lăng vậy sao bạch nhứ tỏ vẻ hứng thú mà ngồi xuống kiều nguyệt cười gật đầu đúng vậy đây là yến hội trung thu trong cung bọn họ không thể cứ luôn đấu khẩu vì thế rất nhanh bộ dáng cả nhà vui vẻ hòa thuận liền nổi lên hàn huyên một hồi liền có cung nữ tới mời mọi người qua chủ điện nói hoàng thượng hoàng hậu và thái hậu nương nương sắp tới theo cung nữ qua chủ điện tới cạnh bàn của mình, Chu Hành đã ở đây. Vừa ngồi xuống, hai người nói chuyện với nhau mấy câu, chính đức đế được phi tần hậu cung vậy quanh liền tới. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ cung nghênh. An tọa, chính đức đế hỏi thăm quần thần một hồi, kiến hội liền bắt đầu. Lâm Thái Hậu lần trước mượn cớ ốm không truyền triệu Chu Hành và Dung Hoa lúc tiến cung hôm nay cũng tới. Chính Đức Đế ngồi ở chủ vị, Phương Hoàng Hậu ung Dung Hoa Quý và Lâm Thái Hậu ngồi hai bên, sau đó là Tề Quý Phi và Hàng Đức Phi, Lý Thục Phi, kế tiếp chính là Diệp Di Nguyệt. Ngoại trừ mấy phi tần như Phương Hoàng Hậu và Tề Quý Phi có hoàng tử, phân vị của Diệp Di Nguyệt đều đứng trên những người còn lại, như thế cũng đủ thấy nàng ta được sủng ái thế nào. Trên mặt Lâm Thái Hậu vẫn giữ vẻ tươi cười, vì chuyện của Lâm Gia, Lâm Thái Hậu gầy hơn lúc trước rất nhiều, xương gò má cũng đã lộ ra, nụ cười này ngược lại khiến bà ta càng thêm khắc nghiệt. Lần trước không gặp, lúc này lâm thái hậu không thiếu một phen quan tâm tiểu cửu và tức phụ đã về mấy ngày rồi đã quen hết chưa hồi thái hậu nương nương đều tốt dung hoa cười trả lời từ lâm thái hậu tươi cười hòa ái nhìn hai người tiểu cửu cũng lớn tuổi rồi các ngươi nên sớm sinh hài tử đi thành thân lâu như vậy còn chưa có hài tử như nhà người ta sốt ruột là lẽ đương nhiên nhưng trong mắt lâm thái hậu lại mang theo oán độc không chỉ oán độc ánh mắt của Lâm Thái Hậu còn mang theo không cam lòng, hối hận. Mấy cảm xúc đổ dồn khiến lòng ngực bà ta như có tảng đá đè ép. Nếu không từ hôn, tức phụ này chính là người Lâm gia, cưới nàng vào cửa, cho dù dịp thế hiên chết quan, vậy nàng khẳng định cũng phải suy nghĩ cho Lâm gia. Không ngờ nha đầu này lại có xuất thân như thế, nếu không từ hôn, hiện tại Lâm gia sẽ thế nào? Lâm luật sẽ thế nào? Mỗi lần nghĩ tới, máu trong người bà ta đều chảy ngược dung hoa rũ mắt cười đáp vâng thái hậu nương nương mẫu hậu đứa nhỏ này da mặt mỏng hơn nữa mới trở về cứ từ từ không vội phương hoàng hậu mỉm cười nhìn lâm thái hậu lâm thái hậu suy nghĩ thế nào phương hoàng hậu đương nhiên biết tức phụ mang theo giang sơn làm của hồi môn ai mà không muốn hiện tại người lâm gia chắc chắn hối hận tới đứt ruột ngay cả thành quốc công đã chết cũng tức giận tới muốn chui từ dưới đất lên. Vì nhi tử của mình, Phương Hoàng hậu đương nhiên sẽ giúp dung hoa. Nương nương nói đúng. Tề Quý Phi và Hàng Đức Phi cũng phụ họa. Cũng đúng. Lâm Thái Hậu cười gật đầu, mấy năm nay tiểu cửu luôn ở bên ngoài, rất ít ở Kinh Thành, hiện tại đã thành gia, a gia chỉ là hy vọng y sớm ngày có nhi nữ song toàn, như thế sau này ai gia mới có thể trả lời với tiên đế đối diện với vẻ mặt từ ái của lâm thái hậu chu hành chỉ nhàn nhạt một câu đa tạ thái hậu nương nương quan tâm trẫm cũng rất ngóng trông chính đức đế cười nhìn dung hoa và chu hành "Chiến hội hôm nay cũng vì hoan nghênh hoàng đệ và đệ muội về nhà dứt lời chính đức đế liền giơ cao chén rượu quần thần cũng vội nâng chén uống cạn một ly sau một chén đám người lâm thái hậu không tiếp tục vấn đề này nữa Dung Hoa tự nhiên trấn định vừa thưởng thức ca vũ vừa dùng mỹ thực, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu với tàng mính bên cạnh. Thanh Hà công chúa ngồi bên kia cạnh Bạch Nhứ và thất hoàng tử một ngụm cũng không nuốt trôi. Mà Lâm Luật ngồi cạnh nàng ta vẫn bình tĩnh uống rượu, trò chuyện với người bên cạnh, ánh mắt không hề nhìn Dung Hoa và Chu Hành. Càng như vậy, Thanh Hà công chúa càng giận sôi máu. Bọn họ thành thân tháng 11 năm trước, kém 3 tháng nữa là một năm, nàng ta ít nhiều cũng hiểu lâm luật lâm luật càng như thế trong lòng hắn càng có thứ gì dê gió trước cuộc người đối diện là tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm của nàng là trưởng bối hôm nay lại là cung yến trước mắt bao người nàng ta không dám nhiều lời chỉ có thể nghẹn khí liên tiếp nhìn về dung hoa và chu hành nghi dư công chúa hôm nay là nghi phi dùng ánh mắt quán hận như dao nhỏ muốn xẻo thịt dung hoa tuy nàng ta không được sủng ái bằng dịp di nguyệt nhưng vì tây lương mỗi tháng chính đức đế đều lật thẻ bài của nàng ta mấy lần. Yến hội lần này không thấy Uyển Lăng công chúa tới tham dự. Uyển Lăng công chúa hủy dung, có điều vì Đông Lăng, chính đức đế cũng phong nàng ta là Uyển Phi, tuy trước nay không hề lật thẻ bài nhưng đối đãi không hề khắc khe. Sau lý gia Đông Lăng bị lật đổ, vì để thiên hạ nhìn thấy, chính đức đế vẫn đối đãi với nàng ta như lúc ban đầu, thậm chí còn dặn dò phương hoàng hậu phải chiếu cố nàng ta được phương hoàng hậu chiếu cố, lại không có mỹ mạo uy hiếp tới ân sủng của phi tần khác, ngày tháng của viễn lăng công chúa ở hậu cung có thể nói là bình tĩnh. Đối với ánh mắt của Thanh Hà công chúa và Nghi Dư công chúa, Dung Hoa làm như không thấy. Yến hội đêm nay ca vũ thăng bình coi như thuận lợi, đến cuối giờ tuất qua giờ hợi mới tan, mọi người tiễn chính đức đế và phương hoàng hậu hồi cung trước, sau đó lần lượt rời đi. Nguyệt hoa như nước, từng chiếc xe ngựa hoa lên ra khỏi cửa cung. Thanh Hà công chúa và Lâm Luật An tĩnh ngồi trong xe ngựa, hai người đều không nói gì, chờ tới bên ngoài không còn động tĩnh gì khác, Thanh Hà công chúa mới cười như không cười nhìn Lâm Luật, hỏi, hối hận sao? Lâm Luật ngước mắt nhìn nàng ta, nhấp môi. Thanh Hà công chúa quát lên, sao hả? Bị bổn cung nói trúng rồi đúng không? Nàng ta hiện tại không còn là nữ hài mồ côi không rõ phụ mẫu nữa, nàng ta lúc này thậm chí có cả đông lăng làm của hồi môn lâm luật ngươi là đang hận không thể nghịch lưu thời gian quay về ban đầu đúng không lâm luật hắn không nói chẳng lẽ nàng không biết sao làm bộ như không có gì trong lòng khẳng định hối hận tới chết trong lòng khẳng định hối hận khi đó lâm gia từ hôn với yến dung hoa bằng không hôm nay có được yến dung hoa và cả của hồi môn đông lăng kia chính là lâm luật hắn đừng tưởng nàng không biết lâm phu nhân và lâm nhược hiện tại đều theo hắn dọn qua phủ công chúa người ở phủ công chúa đương nhiên sợ tai vách mạch trừng không dám nhiều lời, nhưng bọn họ thở ngắn than dài, đấm ngực dậm chân không biết bao nhiêu lần rồi. Thật tưởng rằng nàng không biết sao. Bản thân cho dù kiêu căng nhưng không phải không có đầu óc. Lâm luật nghiêm túc nhìn nàng ta, gần từng chữ hỏi ngược lại, trong mắt của công chúa, lâm luật ta chẳng lẽ là người như vậy? Chẳng lẽ một chút ngươi cũng chưa từng hối hận sao? Bổn cung không tin, nếu các ngươi không từ hôn, Lâm gia hôm nay sẽ như thế nào? Ngươi sẽ thế nào? Trong lòng ngươi không phải rất rõ sao? Công chúa đã nói như vậy, ta không còn lời gì để nói. Làm như nàng vô cớ gây rối vậy. Thanh hà công chúa lạnh giọng, không còn lời gì để nói. Là bị bổn cung nói trúng tâm sự, không còn mặt mũi đúng không? Lâm luật lộ vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn nàng ta bất giác trầm xuống, sau đó quay đầu, lớn tiếng quát, dừng xe không được dừng hai cung nữ hầu hạ bên cạnh gấp đến độ không biết phải làm gì các nàng đều biết tính tình của thanh hà công chúa nên không dám mở miệng khuyên cũng may không có người khác ngồi cùng xe ngựa nếu không chuyện này truyền ra ngoài thì thật không tốt xe ngựa dừng lại sau đó tiếp tục lăn bánh lâm luật hôm nay ngươi phải nói rõ ràng với bổn cung ta nói cái gì chuyện công chúa nói đều là có lẽ nàng muốn ta nói cái gì? Sắc mặt lâm luật vẫn như thường nhưng thanh âm đã lạnh xuống, hắn lần nữa quay đầu phân phó, dừng xe. Dứt lời, cũng không đợi xa phu cho xe dừng, hắn đã đứng dậy không lưng tới cửa xe, duỗi tay xốc màn. Hắn đây là muốn nhảy xuống. Thanh Hà công chúa vẫn nổ quát, lâm luật, ngươi dám. Tâm tình công chúa đang không tốt, vi thần vẫn là không nên chọc tới mắt người, chờ công chúa bình tĩnh lại, vi thần sẽ thỉnh tội với công chúa. Lâm luật không hề quay đầu. Ngay cả xưng hô vi thần cũng nói ra. Thanh Hà công chúa tức giận tới muốn đánh người, vừa muốn mở miệng, Lâm luật đã nhảy xuống xe. Chương 242, khuyên bảo. Thanh Hà công chúa mở to hai mắt mà nhìn, nhưng Lâm luật ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp nhảy xuống. Hắn cứ như vậy mà đi rồi. Thanh Hà công chúa vừa phẫn nộ vừa ủy khuất. Lâm Luật nhảy xuống xe ngựa, màn xe quơ quơ liền buông xuống che tầm mắt của nàng ta. Xe ngựa cũng không ngờ hắn đột nhiên nhảy xuống gì, tới lúc thật sự dừng lại, xe đã đi được một đoạn đường. Bên trong, Thanh Hà công chúa không hạ lệnh, nhất thời xa phu không biết phải làm thế nào mới tốt, chỉ đành cho xe đi chậm lại. Lâm Luật thế mà đi rồi. Thanh Hà công chúa nửa ngày không nhúc nhích, cũng không nói gì. Mấy năm nay, Lâm Luật một mực che chở nàng, chuyện gì cũng cho nàng quyết định cơ hồ coi nàng như nữ vương mà cưng chiều trong tay nhưng hắn vậy mà đi rồi tựa như nhu tình và dịu dàng ngày xưa đều là hoa trong gương trăng trong nước thanh hà công chúa chỉ cảm thấy trái tim mình như bị tầng nước đá bao phủ lạnh tới thấu xương lâm luật sao có thể đối xử với nàng như vậy sao có thể vứt bỏ một mình nàng rồi bỏ đi hắn sao có thể Thanh Hà công chúa càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, thương tâm cùng khổ sở, hốc mắt bất giác đỏ lên, nước mắt ống ánh lại cuột cường không hề rơi xuống. Hai cung nữ vô cùng lo lắng, cung nữ lớn tuổi hơn tùy tâm khẽ gọi, công chúa, có lẽ phò mã vì uống quá nhiều, người bớt giận đi. Cung nữ tùy hoang cũng vội gật đầu, ngày thường phò mã đối với công chúa thế nào trong lòng người biết rõ, ngày ấy chắc chắn không có tâm tư khác. Hôm nay phò mã là uống quá nhiều, chờ ngày ấy tỉnh rượu rồi từ từ nói không được sao. Trời đêm lạnh lẽo, phò mã uống rượu xong khẳng định rất dễ bị cảm, tới lúc đó công chúa người không đồng lòng à. Trong lòng hai người tùy tâm và tùy hoang vô cùng rõ ràng, phò mã là đang tức giận vì công chúa dò hỏi hôn sự ngày trước của mình và chiêu vương phi, hơn nữa vừa rồi trong yến hội, rượu là không thể thiếu, giải thích việc này e rằng có chút trở ngại. Thanh Hà công chúa giơ tay lau nước mắt, nhấp môi quát, dừng xe, Sa phu lập tức cho xe ngựa dừng lại. Tùy tâm thận trọng duỗi tay vén màn xe lên. Thanh Hà công chúa dò đầu ra ngoài. Ánh trăng như nước lặng lẽ buông xuống, phía sau ngoại trừ thị vệ của mình thì là đường phố trống rỗng, nào có thân ảnh của lâm luật. Thanh Hà công chúa căm tức nhìn bọn thị vệ, lớn tiếng hỏi, phò mã đâu? Cả đám hai mặt nhìn nhau, cúi đầu, công chúa người không mở miệng, bọn họ nào dám cản phò mã? Đám phế vật, Thanh Hà công chúa tức giận ngồi lại vào trong, lạnh giọng quát, hồi cung. Lâm luật đối xử với nàng như thế, nàng phải về cung. Xem hắn tới lúc nào mới đến quỳ cầu xin mình trở về. Sa phu nhận lệnh, vội quay đầu xe. Hai người tùy tâm tùy hoang lòng nóng như lửa đốt. Nếu công chúa trở về, cho dù người khác không biết sự tình vừa rồi nhưng khẳng định sẽ truyền tới ồn ào huyên nháo. Các phu nhân hậu trạch đều là người tinh ý, trước giờ không thiếu tiết mục thêm mắm thêm muối đến lúc đó chuyện vô căn cứ cũng thành có đầu có đuôi hơn nữa sự tình không chỉ nhắc tới công chúa và phò mã cãi nhau e rằng ngay cả chiêu vương gia và chiêu vương phi cũng bị kéo vào tới lúc đó sao mới xong việc nghĩ tới gương mặt không biểu cảm của chiêu vương tùy tâm và tùy hoang đều sợ rung lên nghĩ nghĩ tùy tâm rót một ly trà đặt vào tay thanh hà công chúa nhẹ giọng công chúa đã trễ thế này quý phi nương nương hẳn cũng mệt mỏi. Thanh Hà công chúa lạnh lùng quét nhìn các nàng, câu khuyên bảo phía sau tùy tâm liền không dám nói. Hai cung nữ không còn khuyên nhủ, trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng xe ngựa lăn bánh. Một hồi lâu, có thị vệ tới phục mệnh. Tùy tâm vén màn xe lên, gió lạnh ban đêm lập tức thổi vào. Bẩm công chúa, không nhìn thấy phò mã, mặt tướng liền tăng thêm nhân thủ đi tìm. Thị vệ bẩm báo, nghe vậy sắc mặt thanh hà công chúa như ngưng kết sương tùy tâm nhìn nàng ta một cái sau đó gật đầu với thị vệ kia cứ làm vậy đi dứt lời màn liền buông xuống tùy tâm ngẩng đầu nhìn thanh hà công chúa nói công chúa có lẽ phò mã hồi phủ rồi gió đêm vừa rồi thổi qua thanh hà công chúa cũng đã lấy lại bình tĩnh ra lệnh hồi phủ cứ trở về như vậy còn không phải chiêu cáo thiên hạ nàng và lâm luật cãi nhau sao chắc chắn sẽ có người đoán được bọn họ là vì yến dung hoa mẫu phi đã từng dặn dò nàng phải tôn kính tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm nàng biết mẫu phi là sợ vì hôn sự khi trước của yến dung hoa và lâm luật mà nháo ra chuyện tất cả những gì bà ấy làm đều vì hoàng huynh cho nên vì hoàng huynh nàng không thể đem chuyện này náo lớn hơn nữa đó là công chúa phủ của nàng là nhà của nàng nàng chạy về hoàng cung làm gì kẻ phải rời đi là lâm luật tùy tâm và tùy hoang liền thổi vào nhẹ nhõm tùy tâm vội xốc màn xe lên nói với xa phu về công chúa phủ trở về hai người lâm phu nhân và lâm nhược còn chưa nghỉ ngơi mẫu nữ bọn họ vừa trò chuyện vừa chờ thanh hà công chúa và lâm luật trở về thấy thanh hà công chúa một mình trở về lâm phu nhân liền đứng dậy hành lễ sau đó cười hỏi công chúa có mệt không nói rồi bà ta phân phó nha đầu pha trà lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài hỏi sao không thấy luật nhi nói đâu chàng có chút việc phải làm thanh hà công chúa đáp một tiếng sau đó dứt khoát xoay người về phòng lâm phu nhân tức giận tới ngón tay trắng bệch lâm nhược ở cạnh săn sóc mẫu thân con đưa người về phòng lâm phu nhân buông lỏng hai tay sắc mặt nghiêm trọng dẫn theo lâm nhược và nha đầu về viện của mình vào phòng cho hạ nhân lui xuống bà ta liền duỗi tay chỉ về hướng thanh hà công chúa ở cả giận quát con xem đây là thái độ gì trong mắt ả nào có bà bà ta đây hôm nay còn là tết trung thu bà và nữ nhi hiện tại không có tư cách vào cung tham dự yến hội tới lúc này còn chưa nghỉ ngơi không phải là chờ vợ chồng son bọn họ về trở về một nhà đoàn viên sao nhưng thanh hà công chúa vừa vào cửa đã ném sắc mặt cho mẫu nữ bọn họ xem nàng ta tuy là công chúa nhưng cũng chính là tức phụ lâm gia bọn họ đúng là tức chết mà Lâm Nhược nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, người xem có phải ca ca và công chúa cãi nhau không? Lâm phu nhân liền nhíu mày, gật đầu, nhìn dáng vẻ hình như là thế. Hai người từ khi thành thân vẫn luôn ngọt ngào ân ái, hôm nay về muộn như vậy, thậm chí còn không thấy nhi tử, công chúa một mình sụ mặt trở về, tình hình đúng là phải suy nghĩ. Ca ca và tổ tử khẳng định là cãi nhau. Lâm Nhược chắc chắn mà nói, khẳng định là vì chiêu vương phi yến dung hoa. Nhắc tới Dung Hoa, Lâm Phu Nhân liền phẫn hận nói, nhà đầu chết tiệt kia vừa trở về liền không có chuyện tốt. Đúng vậy. Lâm Nhược phụ họa một câu. Mẫu nữ bọn họ lập tức rơi vào trầm mặt. Qua một lát, Lâm Nhược cảm thán nói, nếu lúc trước ca ca và nàng ta không từ hôn thì tốt quá rồi. Đúng vậy, không từ hôn, phụ thân con cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Phu Nhân cũng mang vẻ mặt tiếc hận. Cưới nhà đầu kia về, Quốc công gia sẽ không chết, Lâm gia cũng sẽ không có chuyện gì. Khi đó thấy nàng chỉ là nữ hài mồ côi không nơi dựa vào, bọn họ mới muốn lui hôn sự này, sau đó cưới quý nữ thế gia chân chính vào Lâm gia. Không ngờ lại là coi Trân Châu thành mắt cá. Khi đó bọn họ đều cho rằng cưới Thanh Hà công chúa về có thể giữ được Lâm gia, kết quả cũng chỉ có thể bảo vệ được ba người là nhi tử, bà và nữ nhi. Nhi tử bụng đầy kinh thư của bà chỉ có thể nhận một chức quan nhàn tản đúng là ủy khuất cho nó thanh hà công chúa tính tình kiêu căng bình thường quá mức với bà bà này còn bắt nữ nhi phải xem sắc mặt thật không ngờ yến dung hoa bị mình ghét bỏ lại có thân thế như vậy sớm biết bà đã cưới nàng vào lâm gia cho dù cung phụng như bồ tát bà cũng cam tâm tình nguyện nhưng thiên kim khó mua được hiện tại hối hận thì có tác dụng gì cho dù nhi tử và thanh hà công chúa nháo lớn mỗi người một ngã Yến Dung Hoa kia cũng sẽ không quay đầu, bởi vì nàng đã gả cho Chiêu Vương làm Chiêu Vương phi. Lâm Nhược nhấp môi, trong mắt hừng hực không cam lòng và đố kỵ. Nếu tẩu tử của nàng là Yến Dung Hoa, hôn sự của nàng đã không cần phát sầu như vậy. Nàng đã 16 tuổi, nhưng hôn sự một chút cũng không có tin tức. Lâm gia hiện tại đầu quân cho Thất hoàng tử, để mặc quý phi nương nương, Thất hoàng tử và công chúa muốn kết thân khẳng định vẫn có, nhưng cho dù là vậy thế gia huân quý cũng sẽ không lấy người có tiền đồ và tài hoa ra tới cưới nàng. Người như vậy, nàng sao có thể nhìn trúng? Mà ca ca càng sẽ không hy sinh hôn sự của nàng, lãng phí thời gian như thế tới lúc này, nàng đã 16 tuổi vẫn chưa định đoạt xong hôn sự. Trầm mặt một hồi, Lâm Phu Nhân chỉ dặn dò, lời này không được nói với người ngoài, truyền tới tai công chúa thì không tốt lắm. Trên dưới công chúa phủ này đều là người của Thanh Hà công chúa, nói năng hành sự đương nhiên phải cẩn thận lâm nhược há không hiểu nàng ta gật đầu con cũng chỉ nói vậy trước mặt mẫu thân thôi mẫu thân người không cần lo lắng con tự biết đúng mực khuya rồi con về nghỉ ngơi đi ta cho người ra ngoại viện nhìn một cái vâng mẫu thân cũng nghỉ ngơi sớm đi lâm nhược đứng dậy ca ca làm việc luôn có suy nghĩ mẫu thân đừng lo lắng lâm phu nhân gật đầu lại sai nha đầu phân phó người tới ngoại viện một chuyến lâm nhược uống gối hành lễ rồi trở về phòng nhị môn đã khóa bà tử được phái đi thăm hỏi trở về bẩm báo lâm luật đã về hiện đang nghỉ ngơi ở thư phòng ngoại viện biết nhi tử trở về lâm phu nhân liền yên tâm chỉ là nghĩ tới nhị môn bị khóa trong lòng không khỏi bực bội khẳng định là thanh hà công chúa phân phó nào có thê tử như vậy nhưng cho dù tức giận Lâm phu nhân cũng không dám đi chất vấn hay răng dạy Thanh Hà công chúa, chỉ đành nhịn cục tức này trong lòng. Thanh Hà công chúa khi đó không hồi cung, nhưng hôm sau Tề Quý Phi đã biết chuyện, nghĩ nghĩ, bà ta quyết định không truyền nữ nhi trở về, dù sao sự tình liên quan tới chiêu vương Ghi Phi cũng không nên để lộ, nữ nhi không hồi cung hiển nhiên là biết nặng nhẹ. Thanh Hà công chúa cho rằng Lâm Luật sáng sớm sẽ tới quỳ gối cầu xin, không ngờ hắn căn bản không vào nội viện. Lâm luật không cúi đầu, nàng đương nhiên càng không cúi đầu. Như thế cứ mấy ngày trôi qua, cả hai đều có ý nhường nhịn. Lâm phu nhân và Lâm nhược đều gấp tới độ xoay vòng, hai người đương nhiên không dám đi khuyên thanh hà công chúa, chỉ có thể mỗi ngày chờ Lâm luật trở về liền tới khuyên hắn, nhưng cho dù mồm mép thế nào, Lâm luật chỉ nghe cho xong, một mực thờ ơ, làm theo ý mình. Thấy bọn họ như vậy, tề quý phi nhịn không được mà truyền thanh hà công chúa vào cung đã là chuyện quá khứ hiện giờ nàng ta cũng đã thành thân với tiểu hoàng thúc của con con còn vấn vương làm gì cùng hắn vui vẻ sống chung mới là điều nên làm cho cung nữ và nội thị lui xuống tề quý phi cẩn thận khai thông suy nghĩ cho nữ nhi phò mã là người thông minh trên người hắn gánh vác trọng trách chấn hưng lâm gia đây còn không phải trông cậy vào con trông cậy vào nhi tử của hai người sao hiện tại thành thân rồi con đã là người trưởng thành đừng tùy hứng như trước càng không được suy nghĩ bậy bạ nghi kỵ lâm luật cùng hắn sống tốt sớm sinh hài tử thanh hà công chúa ban đầu vô cùng bực bội nhưng bị lâm luật nhiều ngày không để ý trong lòng cũng sốt ruột hiện tại nghe tề quý phi nói thế hốc mắt liền đỏ lên mẫu phi nữ nhi biết chuyện của họ đã qua nhưng chỉ cần nghĩ tới bọn họ thiếu chút là thành phu thê trong lòng liền rất khó chịu bọn họ quen biết nhau từ nhỏ nữ nhi khó tránh sẽ nghĩ tới quá khứ chàng từng ôn nhu với nàng như đối với nữ nhi hiện tại chỉ cần nghĩ tới trái tim của nữ nhi như có kim châm đâm vào thanh hà công chúa nằm trên đùi tề quý phi khóc không thành tiếng nha đầu ngốc nàng ta khi nhỏ ở cẩm châu sau khi dịp thế hiên chết mới hồi kinh tề quý phi vỗ về đầu nữ nhi của mình dịp gia gia giáo nghiêm cẩn hơn nữa lâm phu nhân có thể cho lâm luật đi gặp nàng ta sao với tính tình lâm phu nhân khi đó chỉ sợ hận không thể cắt đứt quan hệ giữa nhi tử và diệp gia. thanh hà công chúa gật đầu. được rồi, đừng khóc, chuyện này không cần nhắc lại. nàng ta hiện giờ là tiểu hoàng thẩm, là trưởng bối của con, con và lâm luật đều phải cung kính nàng ta. sau khi trở về cho phò mã bậc thang leo xuống, khẳng định hai người sẽ lại có cuộc sống tốt đẹp. tề quý phi vừa cầm thang xoa nước mắt cho nàng, vừa nói. vâng. thanh hà công chúa khóc lóc một hồi tâm tình đã khá hơn nhiều, có điều muốn nàng cúi đầu là chuyện không thể, nàng ta quay đầu cuộc cường nói, là chàng không đúng, là chàng vứt bỏ nữ nhi. Hắn không nên vứt bỏ con một mình, chỉ là việc này do con dựng lên. Tề Quý Phi nói, mẫu phi chỉ có con và hoàng huynh, mẫu phi hy vọng các con đều sống tốt. Chuyện này nếu truyền ra, tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm của con còn không bực bội à. Nói tới cùng vẫn sợ tiểu hoàng thúc vì chuyện này mà khó dễ ca ca. Ca ca tốt, muội muội như nàng và mẫu phi mới có thể tốt theo. Vì thế Thanh Hà công chúa gật đầu, nói, mẫu phi yên tâm, chắc chắn sẽ không có ai biết, cho nên tiểu hoàng thẩm và tiểu hoàng thẩm sẽ không xa lạ với nữ nhi cùng hoàng huynh. Thanh Hà, trên đời này không có bức tường nào chắn được gió." Tề quý phi nghiêm túc nói. Nữ nhi biết. Thanh Hà công chúa đáp một tiếng, chỉ là mặt mày vẫn lộ vẻ cuột cường. Tề Quý Phi biết nữ nhi này bị nuông chiều từ nhỏ, cũng không khuyên nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi không nhắc lại. Thanh Hà công chúa dùng cơm trưa xong mới cáo từ xuất cung. Tề Quý Phi vẫn không yên tâm, lập tức cho người tìm thất hoàng tử tới. Mẫu Phi Thất hoàng tử vào điện hành lễ, thấy Tề Quý Phi nhíu mày, ngồi xuống đối diện bà ta, biết hôm nay Thanh Hà công chúa vào cung nên hỏi, hoàng muội nói gì với mẫu Phi? Mùi ấy xảy ra chuyện gì? hay là mẫu phi người có chỗ không thoải mái tề quý phi cho mọi người lui xuống mới nói tối trung thu thanh hà và lâm luật cãi nhau tới nay vẫn chưa làm hòa bào muội duy nhất của mình thất hoàng tử đương nhiên quan tâm chỉ là chuyện phu thê bọn họ cãi nhau hắn quả thật không biết suy tư một hồi sắc mặt liền trở nên khó coi vì tiểu hoàng thẩm tề quý phi gật đầu con xem ngay cả nghĩ con cũng biết bọn họ cãi nhau vì tức phụ của tiểu cửu người ngoài biết chuyện còn không nghĩ như vậy sao ta đã nói với thanh hà kêu nó cho lâm luật cái thang leo xuống chuyện này cứ thế mà qua nhưng tính tình thanh hà con cũng biết thất hoàng tử nghĩ nghĩ một lát nói nhi thần biết rồi mẫu phi yên tâm nhi thần sẽ nói chuyện với lâm luật người đừng lo lắng tề quý phi gật đầu thất hoàng tử liền đứng dậy cáo từ xuất cung thất hoàng tử liền phân phó kẻ hầu đi mời lâm luật tới nhất phẩm cư uống rượu, còn mình dẫn người tới đó trước chờ hắn. Biết thất hoàng tử mời lâm luật tới nhất phẩm cư uống rượu, thanh hà công chúa nghĩ nghĩ, tự mình dẫn người xuống phòng bếp, nhìn hạ nhân nấu canh giải rượu. Có thất hoàng tử ra mặt, thanh hà công chúa lại tự mình nấu canh giải rượu, lâm luật cuối cùng cũng về nội viện. Uống canh giải rượu xong, lâm luật duỗi tay kéo thanh hà công chúa vào lòng, nhẹ giọng, công chúa, chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa được không? Thanh Hà công chúa lập tức bật khóc, lệ rơi như mưa, được. Thanh Hà công chúa và Lâm Luật hòa hỏa trở lại, chỉ là không biết vì sao sự tình vẫn truyền ra ngoài, nhất thời chuyện phò mã gia tình cũ không quên, cãi nhau với Thanh Hà công chúa truyền tới ồn ào huyên náo. Dung Hoa đương nhiên biết tới lời đồn, có điều không mấy quan tâm. Hai người Lâm Luật và Thanh Hà công chúa cãi nhau liên quan gì tới nàng? điều nàng quan tâm chính là đổng gia phái người tới nói, từ lưu quan muốn sinh. Dung Hoa vừa nghe tin, lập tức đứng dậy, thay y phục dẫn người chuẩn bị tới đổng gia. Vừa tới nhị môn, nàng liền gặp Chu Hành. Chương 243, ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác. Dung Hoa không ngờ y lại về sớm như thế, lúc này chỉ vừa qua giờ ngọ, cười tới gần, hôm nay sao về sớm vậy? Chu Hành nắm lấy tay nàng, không đáp mà hỏi, anh anh muốn ra ngoài sao? Dung Hoa cao hứng gật đầu, từ vừa rồi động bá mẫu phái người tới truyền tin, nói lưu quan tỷ tỷ sắp sinh, thiết muốn qua nhìn một chút. Chu Hành khẽ cười, ôm nàng về hậu viện, nói, nàng qua làm gì? Cũng không thể giúp đỡ, ngược lại còn làm phiền động phu nhân phải tiếp đón nàng. Dung Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy lời y nói cũng có lý, nhưng không đi, chính mình lại lo lắng, vì thế quay đầu phân phó túy đồng, túy đồng, Ngươi đi nói với ánh cô cô một tiếng, lưu quan tỷ tỷ sắp sinh, kêu bà ấy qua động phủ một chuyến. Ánh cô cô y thuật cao siêu, hơn nữa bà cũng là nữ tử, có bà ở cạnh nàng cũng yên tâm. Ngươi đi cùng ánh cô cô. Vẫn là để thạch ma ma đi đi. Túy đồng rốt cuộc vẫn là một cô nương, để thạch ma ma đi theo mới thỏa đáng. Vâng, nô tỳ đi ngay. Túy đồng gật đầu, lại không lập tức rời đi, nói, vương phi, chi bằng để nô tỳ qua giúp đỡ nô tỳ chạy nhanh tới lúc đó có tin tức gì sẽ nhanh chóng trở về bẩm báo nói là giúp đỡ ngược lại không cần đổng gia nhiều hạ nhân như vậy túy đồng cũng vì lo lắng cho nàng biết nàng ngóng trong tình hình bên đó dung hoa cười gật đầu được vậy ngươi cũng đi đi vâng túy đồng cao hứng nhận lời xoay người đi báo cho thạch ma ma trước sau đó cùng thạch ma ma qua viện của ánh cô cô về phòng dung hoa một bên giúp chu hành thay y phục một bên tiếp tục hỏi vấn đề trước đó đúng rồi chàng còn chưa nói sao hôm nay chàng lại về sớm như vậy chính đức đế cho y quản lễ bộ lễ bộ việc nhiều phức tạp nói là quản chẳng qua là cái danh mà thôi nhưng cho dù là chức quan nhàn tản y cũng không nên về sớm như vậy sửa sang lại y phục dung hoa lại giơ tay giúp y cởi đai lưng xuống chu hành tạm thời không trả lời vấn đề của nàng cúi đầu mỉm cười đẩy tay nàng ra tự ta làm nàng cũng thay y phục đi dung hoa nhìn y gật đầu thay ra y phục nhẹ nhàng cũng không gọi nha đầu tiến vào tự mình tháo châu thoa xuống sau đó dùng cây trâm đơn giản búi tóc lên xoay người liền thấy chu hành dựa vào ghế trong tay cầm ly trà nhỏ lại không uống trà ánh mắt chuyên chú mà ôm nhu nhìn nàng rõ ràng là con người thanh quý đoan lãnh giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ lười biếng hơn nửa mặt mày như họa của y thật khiến người không rời mắt được chu hành như vậy chỉ thuộc về mỗi yến dung hoa nàng trong lòng dung hoa không khỏi nao nao mặt mày hớn hở đi về phía y ngồi đối diện y chu hành đưa cho nàng ly trà lúc này mới nói chuyện bên du thành đã có kết quả chính đức đế rất coi trọng sự tình bên du thành trước đó đã phái hai người hình bộ hữu thị lan và đại lý tự thiếu khanh qua tra rõ dung hoa nhận ly trà hỏi bắt được hung thủ rồi không Khóe miệng Chu Hành công lên ý cười lạnh, bắt được đám sơn tặc trên đỉnh núi, sơn tặc kia thú nhận là bọn họ làm. Sao có thể? Thứ sơn tặc cần chẳng qua là tiền tài, muốn cướp của cần gì gây ra động tĩnh lớn như vậy? Phá núi có hậu quả thế nào, chẳng lẽ bọn họ không biết phá sao? Một khi phá núi, bị hại há chỉ có người qua đường. Chẳng lẽ bọn họ không sợ quan phủ bao vây tiêu trừ bọn họ sao? hiển nhiên phía sau có người sai sử họ hoặc là thu mua hoặc là uy hiếp cho nên vụ án này cứ thế mà kết thúc dung hoa hỏi từ mấy người được phái đi điều tra vài ngày nữa sẽ trở về bọn chúng cũng thật to gan dung hoa cười lạnh sơn tặc thường chỉ chặn đường cướp bóc nhiều nhất là phóng hỏa giết người có điều phá núi gây động tĩnh lớn như vậy sao có thể trùng hợp đúng lúc bọn họ đi qua mà phá nếu không phải có người đi trước chống đỡ, lúc ấy người bị chôn sống chính là bọn họ. Sơn tạc sẽ to gan, sự tình sẽ trùng hợp như vậy sao? một chút dung hoa cũng không tin. Chu hành nói, nhưng sơn tạc đó không có lá gan lớn như vậy, bọn họ thú nhận được tiểu thiếp trong phủ vị phu nhân kia sai sử. đúng là hao tâm tổn sức. dung hoa khẽ cười, trong phủ vị phu nhân kia thật sự có vị tiểu thiếp được sủng ái tiểu thiếp kia sau khi biết sự tình thất bại đã tự sát thật trùng hợp dung hoa cười lạnh chẳng qua là một tiểu thiếp mà thôi sủng ái đã có ả à còn dám ra tay giết người sao hơn nữa đó không chỉ là một hai tính mạng chỉ e có người mượn sự trùng hợp này để tiểu thiếp kia làm kẻ chết thay việc này chỉ sợ sẽ dừng ở đây chu hành trầm giọng nàng sau này ra ngoài cẩn thận một chút đừng để túy đồng và lưu tô rời khỏi mình Dung Hoa gật đầu, chàng yên tâm, thiếp sẽ chú ý. Rốt cuộc là ai? Không phải chính đức đế, các vị hoàng tử hẳn cũng sẽ không là chuyện hại dân hại chúng như vậy, thế rốt cuộc sẽ là ai? Trong lòng Dung Hoa hiện lên mấy cái tên. Quyên Lăng công chúa. Nếu nói người hận nàng và chu hành nhất, không ai khác ngoài nàng ta. Bởi vì chu hành hủy dung của nàng ta, hiện tại Đông Lăng trở thành của hồi môn của nàng, nghĩ đến nàng ta chắc chắn chết hận nàng và chu hành nàng ta khó khả năng nhất còn cả diệp di nguyệt kiều nguyệt nghi dư công chúa ngoại trừ các nàng chỉ sợ là lâm luật và người lâm gia cũng hận nàng và chu hành nghĩ nghĩ lại không cho rằng bọn họ có đủ độc ác và mưu tính cẩn thận như vậy một chút mong muốn cũng không tra ra hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi trời tối dung hoa đứng dậy sai lê hoa phân phó người dọn cơm ăn cơm chiều, không nhận được bất cứ tin tức từ động gia truyền tới, Dung Hoa không khỏi lo lắng, sao bên Lưu Quan tỷ tỷ không có tin tức gì vậy? Y thuật thời này không tiên tiến bằng hiện đại, sinh hài tử như dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Chu Hành an ủi, sẽ không sao, chính nàng ấy cũng hiểu y thuật, ngày thường khẳng định hết sức chú ý, ánh cô cô cũng qua đó, sẽ không có việc gì đâu. Dung Hoa gật đầu, có lẽ phải chờ thêm một lúc rốt cuộc cũng là lần đầu hoài thai, phỏng chừng phải tốn ít thời gian. Không ngờ tới khi đi ngủ bên kia vẫn chưa có tin tức, Dung Hoa đành phải phân phó Lưu Tô, nếu bên kia có tin tức gì, mặc kệ sớm hay muộn cũng phải lập tức bẩm báo. Tờ mờ sáng hôm sau túy đồng mới trở về. Bởi vì trong lòng lo lắng cho từ Lưu Quang, cả đêm Dung Hoa không thể yên giấc, bên ngoài có chút âm thanh liền tỉnh lại, vừa định rón rén lướt qua chu hành xuống giường, không ngờ y đã xoay người ngồi dậy, duỗi tay cầm chăn bọc lấy thân thể nàng, sẽ lạnh, cho người vào bẩm báo đi. Đánh thức chàng sao? Dung Hoa cười, cũng lấy chăn quấn lấy y, không có. Dung Hoa cười cười, quay đầu nhìn ra cửa, là Túy Đồng đã về sao? Vâng, Vương Phi. Túy Đồng ở bên ngoài đáp. Vào đi. Túy Đồng mở cửa tiến vào, Lưu Tô cũng đi theo thắp đèn, trong phòng lập tức sáng lên. Không đợi Dung Hoa mở miệng hỏi, Túy Đồng đã hành lễ cười đáp, hài tử giờ dần một khắc chào đời, là con trai, tuy rằng quá trình có chút hung hiểm nhưng tất cả đều bình bình an an. Mẫu tử bình an, Dung Hoa thở vào nhẹ nhõm, lại hỏi, tinh thần lưu quan tỷ tỷ có tốt không? Hài tử nặng bao nhiêu? Trông giống ai? Rất tốt, thiếu phu nhân sinh hài tử xong liền ngủ, hài tử nặng 7 cân 6 lượng, mọi người đều nói trông giống đổng nhị công tử. Túy Đồng cười trả lời, đúng rồi, thạch ma ma lát nữa sẽ trở về ánh cô cô nói muốn ở bên đổng phủ thêm hai ngày ánh cô cô và từ lưu quang có tình sư đồ mấy năm nay kỳ thật ánh cô cô coi từ lưu quang như nữ nhi bà phải ở lại mới nhất định yên tâm dung hoa gật đầu nói với túy đồng ngươi cũng vất vả rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi nàng lại nhìn lưu tô ngươi cũng về nghỉ ngơi đi tối nay cùng ta qua đổng phủ vâng hai người túy đồng và lưu tô đáp một tiếng buốn gối cáo lui. Chu Hành xoa xoa mặt nàng, yên tâm rồi chứ? Nói rồi, y đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Dứt lời, y liền duỗi tay ôm Dung Hoa lần nữa trở về ổ chăn. Nhưng Dung Hoa lại không buồn ngủ, không ngủ được. Ánh mắt Chu Hành lóe lên như sao, tay đặt sẵn vòng eo mềm mại của nàng, đè nàng xuống dưới, ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác y lập tức cúi đầu nuốt lời dung hoa định nói vào miệng một phen mây mưa chu hành thần thanh khí sản xuống giường dung hoa xoa xoa vòng eo mới ngồi dậy dùng xong bữa sáng liền qua đổng phủ thăm từ lưu quan túy đồng vất vả một đêm dung hoa cho nàng ấy nghỉ ngơi chỉ dẫn theo lưu tô và lê hoa ra ngoài qua động phủ tới nhị môn gặp phải từ hà quan từ hà quan làn da trắng nõn mắt đẹp như phượng dáng người cao gầy Vừa thấy Dung Hoa liền cười hành lễ, gặp qua Vương phi. Thế tử phu nhân miễn lễ. Vương phi là tới thăm tỷ tỷ sao? Từ Hà Quang lui nửa bước, cùng nàng đi vào bên trong. Đúng vậy. Dung Hoa gật đầu, chúc mừng thế tử phu nhân lên chức gì. Từ Hà Quang mỉm cười nói về hài tử, suy đoán xem nó giống tỷ tỷ hay tỷ phu, hai người cứ thế mà tới nội viện. Vương phi Mẫu nữ Đổng phu nhân và Đổng Ngọc Lan ra nghênh đón. "Bá mẫu, Đổng tỷ tỷ." Dung Hoa cười đỡ hai người. Từ hà quan từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng, cái gì cũng so cao thấp với tỷ tỷ con vợ cả của Nguyên phối Từ Lưu Quan, thấy Dung Hoa và người Đổng gia thân thí như vậy, một tiếng lại là Đổng tỷ tỷ, không khỏi nắm chặt khăn lụa trong tay, cười nhìn Đổng phu nhân, hỏi, "Phu nhân, tỷ tỷ vẫn tốt chứ?" Thế tử phu nhân đổng phu nhân cười gật đầu vừa mới tỉnh đang uống canh gà đổng ngọc lan không người hành lễ gặp qua thế tử phu nhân sau đó cùng đổng phu nhân tiếp đón hai người vào trong hôm qua ta đã muốn tới chỉ là sợ gây thêm phiền phức cho bá mẫu dung hoa cười nói hôm qua nay tới cũng tốt nha đầu này hôm qua ta cũng không cho tới đổng ngọc lan cười chỉ chỉ đổng ngọc lan ta cũng vừa mới tới Đỗng Ngọc Lan gật đầu. Trong phòng, Từ Tam Phu Nhân ngồi bên mép giường nói chuyện với Từ Lưu Quang, thấy mấy người dung hoa tới liền vội đứng dậy hành lễ, gặp qua Vương Phi. Phu Nhân mau miễn lễ. Dung hoa cười nói, ánh mắt sau đó nhìn về Từ Lưu Quang đang ngồi trên giường. Sắc mặt có chút tái nhợt, có điều ánh mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt. Thấy Dung Hoa và Từ Hà Quang tới, Từ Lưu Quang cũng cao hứng. Từ Tam Phu Nhân cười hỏi, sao hai người lại cùng tới? Ánh mắt hòa ái nhìn từ Lưu Quang, sau đó dời mắt nhìn Dung Hoa và từ Hà Quang. Không ngờ con ma ốm này lại có phúc khí tốt như vậy, gã tới Đổng Gia không nói, còn có quan hệ thân thiết với Chiêu Vương Phi. Nữ nhi của mình gã tới Dương Gia, cô nãi nãi của Dương Gia Dương Mặt Tuyết là Tứ Hoàng Tử Phi. Mặc kệ là Đổng Gia hay Chiêu Vương Phủ đều là nơi Tứ Hoàng Tử muốn mượn sức. Nếu nữ nhi có thể thường xuyên đi lại với các nàng, nói không chừng có thể trợ giúp tứ hoàng tử. Nghĩ như thế, bà ta cảm thấy từ lưu quan thuận mắt hơn trước rất nhiều, cũng không phí công nuôi dưỡng nhiều năm như thế, rốt cuộc vẫn có chút tác dụng. Vô tình gặp thế tử phu nhân ở nhị môn. Dung Hoa trả lời, đưa mắt nhìn bốn phía. Trùng hợp vậy sao? Từ tam phu nhân cười tủng tỉm. Nhìn thần sắc của mẹ kế, từ lưu quan đương nhiên biết bà ta có tâm tư gì, nhìn ánh mắt của Dung Hoa, nàng liền cười phân phó nha đầu, kêu vú nuôi ôm hài tử tới đây. Nha đầu nhận lệnh ra ngoài. Rất nhanh, vú nuôi ôm một tả lót đỏ rực đi tới. Vú nuôi vừa vào cửa, đổng phu nhân liền duỗi tay nhận lấy hài tử. Làn da hài tử vẫn còn hồng hồng, miệng nhỏ chúng chín, đôi mắt đen nhánh, tuy hiện tại không nhìn ra giống ai nhưng đôi mắt như nước này rất giống từ lưu quan. Trông thật giống cô gia. Từ tam phu nhân đoan trang khen ngợi rất giống tỷ phu, tương lai khẳng định văn võ song toàn. Từ Hà Quang cũng cười khen, trong lòng lại kinh thường, trông cứ như con khỉ, sao có thể nhìn ra giống ai. Ta lại cảm thấy rất giống Lưu Quang. Đổng phu nhân tươi cười hòa ái. Đổng Ngọc Lan cũng vui sướng mà nhìn, nói chỗ này giống ca ca, chỗ kia giống tẩu tử. Ta có thể ôm một cái không? Dung Hoa cười nhìn Đổng phu nhân. Đương nhiên có thể, Đổng phu nhân gật đầu. Nhưng hài tử mềm mại, Dung Hoa không biết đặt tay hướng nào mới ổn, nghe đổng phu nhân hướng dẫn mới thật cẩn thận ôm hài tử trong tay. Nho nhỏ mềm mại, trái tim Dung Hoa như muốn mềm xuống, đưa mắt nhìn từ lưu quan. Từ lưu quan vừa sinh, cần phải nghỉ ngơi, cho nên Dung Hoa ở một lát liền cáo từ. Lần này đa tạ Vương Phi quan tâm, còn cố ý phái người tới hỗ trợ. Đổng phu nhân tự mình đưa nàng tới cửa Thùy Hoa, Lưu Quan sinh hài tử gian nan, cũng may người phái ánh cô cô tới. Vừa rồi có từ Tam Phu nhân và Từ Hà Quan, bà không tiện nói. Bá mẫu thương ta, coi ta như nữ nhi, Lưu Quan tỷ tỷ chính là tổ tử của ta, ta quan tâm tổ tử là điều nên làm. Hài tử bảy cân sáu lượng, khung xương của Từ Lưu Quan khá nhỏ, khẳng định sinh rất gian nan. Dung Hoa cười nói, Bá mẫu về đi, hôm khác ta lại tới thăm người và Lưu Quan tỷ tỷ. Được đều là hài tử ngoan. Đổng phu nhân vỗ tay Dung Hoa, đi đường cẩn thận. Dung Hoa đáp, lên xe ngựa cùng Lưu Tô, Lê Hoa và Thạch Ma Ma hồi phủ. Dọc đường Thạch Ma Ma rôm rã nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn Dung Hoa có chút muốn nói lại thôi. Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan đều đã sinh hài tử, Dung Hoa biết Thạch Ma Ma hy vọng nàng và Chu Hành sớm có hài tử của riêng mình, có điều nhân duyên chưa tới, bà chỉ có thể coi như không hiểu ý của bà. Đây là trưởng tử đích tôn của Đổng gia, ba ngày hài tử tắm, khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt. Chớp mắt gần tới sinh thần của Dung Hoa. Từ Lưu Quang còn ở cử không thể ra ngoài, đi lại thân thiết với nàng chỉ có Đổng Ngọc Lan, gần đây thêm Lục hoàng tử phi muốn mời tằng mính tới, đương nhiên không thể không mời những người khác, cho nên Dung Hoa vốn định mời Đổng Ngọc Lan và mấy đứa cháu dâu tới tụ tập, hoặc là ai cũng không mời, nàng cùng Chu Hành tới Cẩm Tú Sơn trang chơi hai ngày. Chu Hành đương nhiên muốn cùng nàng tới Cẩm Tú Sơn Trang. Còn chưa quyết định, Kính Huệ công chúa đã cho người tới truyền lời. Năm trước ở Đông Lăng không có cách, nhưng hiện tại nàng đã về Đại Chu, không thể đơn giản như thế, nhất định phải náo nhiệt, hơn nửa năm rồi Chu Hành cũng không ở Kinh Thành, Chiêu Vương Phủ cơ hồ nhưng thù rỗng, vì thế lúc này có thể nói là lần đầu tiên Chiêu Vương Phủ mở tiệc tiếp khách. Sinh thần của nàng không chỉ phải làm, thậm chí phải làm cho vẻ vẻ vang vang. Dung Hoa cũng cảm thấy lời kính huệ công chúa nói có lý, thương lượng với Chu Hành một hồi liền tổ chức yến hội. Chỉ mấy ngày chuẩn bị, Dung Hoa vội tới chân không chạm đất, cũng may lục hoàng tử từng thời từng khắc chú ý tới tiểu hoàng thúc sau khi biết chuyện liền suối dục tức phụ tàng mính tới hỗ trợ. Chương 244, so sánh người với người sẽ tức chết. Có tàng mính trợ giúp, mọi thứ trong yến hội đều được chuẩn bị thỏa đáng trước sinh thần của Dung Hoa nơi tổ chức yến hội được quét tước mấy lần, gánh hát cũng đã hẹn trước, điểm tâm ăn uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Tới ngày ấy, phu thê lục hoàng tử và tàng mính, đại hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử cũng dẫn theo thê tử và nhi nữ cơ hồ cùng tới. Bốn nhà thi lễ với chu hành, sau đó cùng hành lễ chúc thọ dung hoa. Mấy hài tử bọn họ dẫn theo hành lễ với dung hoa, cao hứng nói, chúc đường tổ mẫu dù tháng năm thay đổi cũng giống như hôm nay. Chu Chi Vũ lúc này đã biết đi, cũng biết nói mấy từ đơn giản, hiện tại học theo các ca ca tỷ tỷ chấp tay chúc thọ, đường tổ mẫu. Năm nào? Cũng như năm nay. Ngoan, đường tổ mẫu đã chuẩn bị điểm tâm cho mấy đứa, muốn ăn không? Dung hoa nở nụ cười, không người xoa mặt từng người bọn chúng. Muốn. Mấy ngày nay Chu Chi Vũ thường theo tàng mính tới, biết điểm tâm trong phủ của đường tổ mẫu rất ngon, vì thế lập tức trả lời, thanh âm vang dội nhất dung hoa khẽ cười đứng dậy kêu thạch ma ma tới ma ma ngươi dẫn bọn họ đi chơi đi biết mấy hài tử sẽ tới nàng sớm đã phân phó người thu dọn xương phòng dành cho bọn chúng nàng nhìn ra lo lắng của mấy người hàng thị liền nói điểm tâm ta sai người chuẩn bị đều dễ tiêu hóa mấy người các ngươi không cần lo lắng nhóm hàng thị cười lắc đầu sớm đã nghe đầu bếp trong phủ của tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm tay nghề cao siêu bọn chúng hôm nay có lộc ăn rồi. Dung Hoa cười nói, hy vọng mấy hài tử bọn chúng đều thích. Chào hỏi đã xong, Chu Hành dẫn bốn huynh đệ đại hoàng tử ra ngoại viện. Bốn chị em dâu tàng mính ở lại nội viện nói chuyện với Dung Hoa. Thấy nhóm nam tử đã đi, hàng thị liền cười nói, tiểu hoàng thẩm, hôm nay bọn con tới giúp đỡ, người có việc gì cứ phân phó. Trước có tàng mính tới, ba người các nàng tuy cũng muốn giúp đỡ, chỉ là da mặt tự nhận không dày bằng lục hoàng tử và tàng mính. Vừa lúc ta định sai người đi mời các ngươi tới đây. Dung Hoa cười nói, các ngươi cũng đã tới rồi, vậy không cần qua mời nữa. Khách khứa nhiều, cũng không thể để nha đầu và bà tử đi tiếp đón, nàng và tàng mính lo liệu không hết việc, có các nàng hỗ trợ đương nhiên không gì tốt hơn. Có thể giúp đỡ tiểu hoàng thẩm là phúc phận của mấy người chúng con. Bạch Nhứ cười đáp, tiểu hoàng thẩm không cần khách khí có gì cứ phân phó dương mặt tuyết cũng cười hồ theo mấy người uống trà nhàn thoại một hồi liền có khách tới dung hoa cùng bốn người các nàng đứng dậy tới hải lục các nơi tổ chức yến hội khách khứa tới liên tục nam tân đều ở ngoại viện do chu hành và huynh đệ lục hoàng tử chiêu đãi rất nhanh hải lục các liền oanh thanh yến ngữ náo nhiệt lên yến hội như vậy thường sẽ có người muốn tìm con rể hay con dâu cho nên lần này cũng không ngoại lệ rất nhiều phu nhân dẫn nữ nhi của mình tới, mặc kệ là đích nữ hay thứ nữ đều dẫn theo bên cạnh, rất nhiều người hy vọng có thể vì nữ nhi mà tìm nhà chồng tốt, hoặc vì nhi tử mà chọn được tức phụ. Thời tiết tháng 9 tuy có chút xe lạnh nhưng hôm nay trời đẹp, chúng khuê tú vui vẻ ở sân chơi, hoa cúc trong thu hải đường đã nở, hơn nữa có chúng khuê tú hoa dung nguyệt mạo ở đây, lập tức hoa đoàn cẩm thốc. Đương nhiên, cũng có người tới vì chu hành và dung hoa, Chiêu Vương Phi thân phận tôn quý, cùng Chiêu Vương Phu Thê ân ái, đáng tiếc bụng của Chiêu Vương Phi lại không biết cố gắng. Thành thân lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có. Thân là thân vương, bên cạnh có một chính phi hai trắc phi là lệ định, nhưng nơi này có ai có dung mạo sánh bằng Chiêu Vương Phi? Có ai có gia thể lợi hại như nhà mẹ đẻ của nàng? Địa vị chính phi này khẳng định không thể lay động, nhưng trắc phi vẫn có thể tranh thủ, tới lúc đó chỉ cần bụng biết tranh đua, Sinh nhi tử, còn sợ không sánh bằng dung mạo và gia thế của chính phi sao? Tâm tư của những người này, Dung Hoa không biết, có điều dù có biết nàng cũng sẽ không để ý. Bọn họ thân thiện giới thiệu nữ nhi trong nhà, thấy Dung Hoa làm như không rõ nguyên do, không khỏi tiếc nuối một hồi, có điều suy nghĩ này không hề bị đánh mất, vương gia và vương phi vừa trở về, tương lai không phải vẫn còn rất nhiều cơ hội sao? Nghĩ như thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Điều khiến mọi người thất vọng chính là hôm nay Kính Huệ công chúa không tới. Kính Huệ công chúa vô cùng yêu thương ấu đệ Chiêu vương này, mọi người cũng biết Chiêu vương cũng rất kính trọng hoàng tỷ của mình, nếu lọt vào ánh mắt của Kính Huệ công chúa, chuyện vào vương phủ còn không phải chỉ nhờ một câu của bà sao? Đáng tiếc ngạch cửa của công chúa phủ người bình thường một bước cũng không vào được. Mọi người không tránh khỏi thở dài một phen, có điều không có con đường Kính Huệ công chúa này, vẫn còn hoàng thượng hoàng hậu nương nương và thái hậu hơn nữa kỳ tuyển tú ba năm một lần năm sau không phải sẽ tới sao hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thân là huynh trưởng và tẩu tử chắc chắn không thể nhìn dưới gối vương gia hư không rốt cuộc vẫn còn cơ hội hơn nữa ngoại trừ chiêu vương trong phủ các vị hoàng tử đều chỉ có chính phi và thị thiếp vị trí rắc phi vẫn còn bỏ trống nghĩ như thế ánh mắt mọi người nhìn hàng thị cũng trở nên nóng bỏng thanh hà công chúa tới Thanh âm của nha đầu vang lên khiến mọi người trong đại sảnh phải dừng cuộc trò chuyện lại. Trước đó không lâu Thanh Hà công chúa và phò mã cãi nhau, có lời đồng nói phò mã đối với chiêu vương phi tình cũ khó quên. Thanh Hà công chúa tới, mọi người mới phát hiện nàng có dẫn theo mẫu nữ lâm phu nhân và lâm nhược tới, không ít người hoài tâm tư chờ xem kịch hay. Nụ cười trên gương mặt của Dung Hoa nửa phần cũng không thay đổi, vui vẻ nhìn Thanh Hà công chúa, lâm phu nhân và lâm nhược tới. Thanh Hà đến trễ, mong tiểu hoàng thẩm thứ lỗi. Thanh Hà công chúa tươi cười như hoa đi tới trước mặt dung hoa, đầu tiên là giải thích, sau là hành lễ, chúc tiểu hoàng thẩm sinh thần vui vẻ, phương nhan vĩnh trú. Tuy rằng nàng ta rất muốn chúc một câu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn để làm mất mặt dung hoa, nhưng có nhiều người ở đây, nàng ta không muốn cho kẻ khác cơ hội gây phiền toái với mẫu phi và hoàng huynh. Nói xong, nàng ta liền dâng một hộp gấm lên, đây là chút tâm ý của thanh hà và phò mã dung hoa mỉm cười kêu túy đồng nhận lấy sau đó duỗi tay đỡ thanh hà công chúa mau đứng lên mau đứng lên nha đầu này tới là được rồi còn mang lễ vật làm gì còn không phải là tâm ý của chất nữ sao hai người vui vẻ nói chuyện bộ dáng như không hề có khúc mắt khiến chúng phu nhân muốn xem kịch không khỏi thất vọng thanh hà công chúa không dở tính tình không phải còn có lâm phu nhân và lâm nhược sao ánh mắt không ít người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm phu nhân và Lâm Nhược. Chờ Thanh Hà công chúa đứng lên, hai người Lâm phu nhân và Lâm Nhược lúc này mới đi về trước một bước, hành lễ, dân nữ, dân phụ gặp qua vương phi. Dung Hoa nhàn nhạt giơ tay, "Lâm phu nhân, Lâm cô nương miễn lễ." Lâm gia hiện tại nghèo túng, có điều nể mặt Thanh Hà công chúa, Dung Hoa vẫn theo các phu nhân trong kinh thành gọi bà ta một tiếng Lâm phu nhân. Tạ vương phi lâm phu nhân và lâm nhược tạ ơn đứng dậy lâm nhược tươi cười đoan trang lấy ra một tấm trải giường tự theo bên trên còn đính đá lớn đá nhỏ vô cùng đẹp mặt dung hoa cười kêu túy đồng nhận lấy sau đó khen một câu lâm cô nương theo thật đẹp lâm nhược xấu hổ rũ mắt khiêm tốn trả lời vương phi tán thưởng nếu không phải mẫu thân nói hôm nay phải xuất hiện trước mặt nhiều vị phu nhân nói không chừng hôn sự của nàng có thể được định nàng sao phải thức đêm vội vàng theo ra lễ vật sinh thần như vậy. Dung Hoa cười gật đầu, phân phó Lê Hoa, đưa cô nương tới viện chơi đi, nói với tiểu lục tức phụ và tiểu thất tức phụ đừng chậm trễ nàng ấy. Nàng và hàng thị, dương mặt tuyết ở trong phòng tiếp khách, tàng mính và bạch nhứ ở sân bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khuê tú các nhà. Vâng, Vương Phi. Lê Hoa nhận lệnh đi tới trước mặt Lâm Nhược, Lâm cô nương, mời. Lâm Nhược cười hành lễ, theo nàng ấy rời đi. Thanh Hà công chúa và Lâm phu nhân ngồi xuống. Rất nhanh lại có khách tới. Lâm phu nhân ngồi bên cạnh Thanh Hà công chúa, chúng phu nhân đều cho người làm chủ nhân là dung hoa này mặt mũi, lại coi trọng thể diện của Thanh Hà công chúa, vì thế không hề vắng vẻ Lâm phu nhân. Nhìn vương phủ khách khứa mãn đường, hoa đoàn cẩm thốc, trong lòng Lâm phu nhân chua xót tới hoảng loạn. Yến khách của vương phủ đều là hậu duệ quý tộc trong vương cung, đại quan quý nhân nếu không phải vì tìm cho nữ nhi mối hôn sự bà sao phải tới đây tới giờ ngọ yến hội bắt đầu bàn tiệc trong phòng đều đã đầy khách đồ ăn do đầu bếp của nhất phẩm cư và lâu ngoại lâu cố ý mang tới mọi người ăn đều rất ngon miệng ăn xong tới uống trà dung hoa cùng bốn chị em dâu hàng thị dẫn mọi người đi coi kịch những khuê tú cảm thấy buồn chán dung hoa dứt khoát cho nha đầu dẫn các nàng ra vườn chơi Nha đầu và bà tử trong phủ đều được lựa chọn tỉ mỉ, ngoại trừ Thạch Ma Ma và mấy người Lê Hoa, những người còn lại đều biết chút công phu, cho nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Nhược Thành Thành thật thật ngồi bên cạnh Lâm Phu nhân. Lâm Phu nhân nhìn Dung Hoa được mọi người vây quanh, lại nhìn con dâu thanh hà công chúa của mình, đột nhiên cảm thấy giọng của Tuần Hát vô cùng khó nghe, cả người đều không thoải mái. Dung Hoa mỗi một giơ tay nhấc chân đều ưu nhã khéo léo, tươi cười đoan trang mà con dâu của mình ánh mắt thoáng nhìn thanh hà công chúa nói dễ nghe là tính cách ngay thẳng nói khó nghe chính là kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì thanh hà công chúa từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung cầm kỳ thư họa lễ nghi quy cũ đều được ma ma giáo dưỡng dạy dỗ mà yến dung hoa này trước kia bà ta còn khinh thường nhìn một cái lúc nhỏ có dịp thế hiên dạy dỗ nhưng hồi kinh thì sao còn không phải bị diệp lão phu nhân và kỹ thị ném ở hậu viện diệp gia không ai thèm quản. nhưng hôm nay đem ra so sánh, yến dung hoa không chỉ cao hơn thanh hà công chúa một chút, còn là nữ tử thiên hạ ngưỡng mộ. nhận thấy ánh mắt của lâm phu nhân, thanh hà công chúa quay đầu nhìn, nở nụ cười. mẫu nữ không có lương tâm, để mặc lâm luật nàng mới cho bọn họ ở công chúa phủ, ăn ngon ngủ tốt còn không biết mang ơn cho rằng nàng không biết mẫu nữ hai người ngầm hối tiếc quá khứ sao? Hôm nay nàng là cố ý dẫn bọn họ tới mở mang tầm mắt một phen. Không phải hối hận sao? Không phải hối hận ngày đó không nên từ hôn sao? Hôm nay gặp Yến Dung Hoa, sau khi trở về mẫu nữ các nàng còn không phải càng thêm đố kỵ à? Còn nữa Yến Dung Hoa kia, gặp Lâm phu nhân và Lâm Nhược chẳng lẽ trong lòng thoải mái? Vì mẫu phi và hoàng huynh, nàng không thể làm ra chuyện gì khác người. Nhưng Lâm phu nhân và Lâm Nhược khẳng định có thể khiến nàng ta không thoải mái, nghĩ tới, nụ cười trên mặt Thanh Hà công chúa càng thêm sáng lạng. Nhìn nụ cười của Thanh Hà công chúa, Lâm phu nhân không tự chủ mà hoảng loạn, vội vàng thu ánh mắt về, thấy Lâm Nhược nghiêm chỉnh nhìn sân khấu, bà ta thấp giọng nói, "Nhược Nhi, con ra vườn tìm bằng hữu chơi đi." Xem kịch rốt cuộc vẫn có chút buồn chán, cô nương chưa lấy chồng đều đã ra viện chơi, không chỉ có cô nương chưa gả những thức phụ thành thân chưa lâu cũng đã rời đi không ít ánh mắt của những khuê tú đó phần lớn đều nằm trên đỉnh đầu không chế nhạo nàng vì nàng có công chúa là tẩu tử nhưng mọi người không nói nàng vẫn có thể cảm nhận được lâm nhược lắc đầu nhẹ giọng trả lời con ở đây cùng người xem kịch đi đi dẫn theo nha đầu đừng đi xa lâm phu nhân thương tiếc vỗ tay nàng ta thanh hà công chúa cũng nghiêng đầu nhìn về phía này cười nói đi đi mẫu thân ở bên này đã có bổn cung chiếu cố lâm nhược lúc này mới gật đầu đứng dậy dẫn theo nha đầu ra ngoài một phu nhân trông thấy nói lâm cô nương thật dịu dàng nhã nhặn phu nhân và công chúa chúa tình cảm mẹ chồng nàng dâu thật tốt từ hai người trông cứ như tỉ muội nhóm phu nhân không tránh khỏi một trận tán thưởng lâm phu nhân khiêm tốn đáp các vị phu nhân quá khen trong lòng thật sự cao hứng nữ nhi có thể được khen ngợi xem ra lần này tới là đúng rồi vì thế liền cùng phu nhân bên cạnh bàn luận về vở kịch trên đài một tuần kịch hết tuần thứ hai liền bắt đầu trong vườn lại xảy ra chuyện lâm nhược và một vị cô nương của thái thường tự thiếu khanh mô gia rơi xuống nước tuy xảy ra chuyện có lâm nhược nhưng dung hoa bắt buộc phải đi qua vì thế nhờ mấy người hàng thị hỗ trợ tiếp đón khách khứa liền đứng dậy rời đi lâm phu nhân và thanh hà công chúa còn cả nữ quyến ngô gia cũng đứng dậy đi theo. Dung Hoa vừa đi vừa hỏi, người không sao chứ? Là chuyện thế nào, sao lại rơi xuống nước? Người đã được cứu, đang ở sương phòng bên hải lục cát, lúc ấy Lâm Cô Nương và Ngô Cô Nương ở bên hồ nói chuyện, Lâm Cô Nương trượt chân, Ngô Cô Nương giữ nàng ta lại, không ngờ cùng nhau xuống nước. Lưu Tô kể lại sự tình một lần, sau đó hạ giọng giải thích với Dung Hoa một câu, Ngô Cô Nương kia là con vợ lẽ, tỷ tỷ của mẹ để nàng ta là nhị thiếu nải nải của tế ninh hầu phủ. Cô em vợ của kỷ vũ chương. Dung hoa nhíu mày, gật đầu đi nhanh về phía hải lục cát. Chương 245, tức sự. Thời điểm đoàn người tới hải lam cát, lâm nhược và ngô cô nương đã đổi sang y phục khô mát, sắc mặt hai người đều tái nhợt, kinh hoảng vẫn còn, hiện tại đang được nha đầu hầu hạ uống canh gừng. Vương Phi Vừa thấy Dung Hoa tới, mọi người liền đứng dậy hành lễ mau ngồi xuống mau ngồi xuống dung hoa nháy mắt ý bảo nha đầu diều hai người đứng dậy quan tâm hỏi hai vị cô nương vẫn ổn chứ dung hoa nhìn hai người bọn họ từ ánh mắt của lâm nhược chú ý tới cô nương ngô gia ngô bảo châu tình hình ngô gia nàng có hiểu biết một ít thế hệ này của ngô gia chỉ có hai cô nương ngô bảo châu và ngô ngọc châu tuy chỉ là thứ nữ nhưng ở trong nhà rất được sủng ái nhìn tên của hai tỷ muội là biết, như châu như bảo, là báu vật của ngô gia. Ngô Ngọc Châu gả cho nhị công tử tế ninh hầu kỹ gia kỹ vũ chương. Ngô Bảo Châu trước mắt ước chừng 14 tuổi, dung mạo diễm lệ, da trắng như tuyết, dáng người thước tha lạ lướt như hoa hải đường đang nở, tươi đẹp kiều nhu khiến người ta nhìn mà thích. Giờ phút này vì rơi xuống nước, trên mặt nàng ấy mang theo vài phần sợ hãi, ngược lại rất giống con thỏ nhỏ chịu chấn kinh, Thật khiến người ta nhịn không được mà muốn che chở. Hai người uống gối đứng lên, cung kính đáp, tạ vương phi quan tâm, chúng ta đều không sao. Nhược Nhi, mau để nương xem, có bị thương ở đâu không? Thấy trên mặt nữ nhi không chút huyết sắc, lâm phu nhân cũng không rảnh quản nhiều, trực tiếp ôm lâm nhược vào lòng, cẩn thận đánh giá, có khó chịu ở đâu không? Có choáng đầu không? Trên người có chỗ nào bị thương không? Mẫu thân yên tâm nữ nhi không sao. Lâm Nhược ngoan ngoãn lắc đầu. Ngô phu nhân cũng tiến lên kéo tay Ngô Bảo Châu, hỏi, nữ nhi đáng thương của ta, mau để nương xem, có bị thương không? Ngô Bảo Châu cũng mảnh mai lắc đầu, nói bản thân không có việc gì. Đang tháng 9, rơi xuống nước lạnh như vậy sao có thể không có việc gì? Đại cô nương nếu bệnh căng không dứt thì khó mà khỏe lại. Lâm phu nhân thật lòng lo lắng cho nữ nhi thanh hà công chúa là trưởng tẩu cô em chồng rơi xuống nước nàng ta đương nhiên cũng tới đứng một bên lo lắng hỏi muội 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 đang êm đẹp sao lại đột nhiên rơi xuống nước vừa nói nàng ta vừa nhẹ nhàng liếc nhìn ngô bảo châu thanh hà công chúa dứt lời lâm phu nhân cũng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ngô bảo châu ngô phu nhân tức giận trong lòng cũng nhìn ngô bảo châu hỏi bảo châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì hai người đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước Lâm phu nhân bà ta không coi vào mắt, có điều Thanh Hà công chúa ở đây, bà không thể không tỏ vẻ quan tâm. Dung Hoa nghe vậy chỉ cười nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên người Lâm Nhược và Ngô Bảo Châu một chút. Hai cô nương nũng nịu các nàng sao có thể qua vòng bảo hộ mà rơi xuống nước. Cả hai đều là cô nương khuê cát, bên người không chỉ có nha đầu của riêng mình, trong vương phủ còn có nha đầu và bà tử hầu hạ. Có điều thân là chủ nhân, Dung Hoa vẫn xin lỗi, đều do bổn cung chiêu đãi không chu toàn, để hai vị cô nương chịu khổ. Cũng may yến hội hôm nay nữ quyến và nam khách tách ra, nam tân ở ngoại viện, hậu viện toàn là nữ quyến, cứu hai người chính là bà tử và nha đầu biết bơi. Lâm Nhược cúi đầu, xin lỗi, vương phi quá lời, đều là thần nữ không giữ chặt lâm cô nương, đều là thần nữ vô dụng. Hai người đều ôm trách nhiệm lên người mình, đây là vì ân oán bên trong. Dung Hoa thầm nghĩ, nếu cả hai vì cãi nhau mà rơi xuống nước diệp gia và kỷ gia khó thoát khỏi quan hệ nhưng yến hội hôm nay diệp gia và kỷ gia không được mời tới còn cả tây ninh hầu phủ kiều gia và tuyên bình hầu phủ tề gia cũng không được mời nếu không phải vì kỷ gia hoặc diệp gia vậy đó là dung hoa nhìn hai người bọn họ cười cười lần nữa xin lỗi cũng là bổn cung sơ sẩy không quản thúc hạ nhân tốt không thể chiếu cố hai vị cô nương chu toàn cho nên mới để hai vị kinh sợ thật sự xin lỗi trong lòng tuy đón chờ sóng gió ập tới có điều lâm nhược và ngô bảo châu đều nói như vậy thanh hà công chúa cũng chỉ có thể biểu môi cho qua nương nương quá lời đều là nha đầu nhược nhi này không cẩn thận khiến vương phi lo lắng lâm phu nhân vội nói ngô phu nhân cũng cười làm hòa đúng vậy cũng là nha đầu này không giữ chặt lâm cô nương khiến vương phi lo lắng dung hoa khẽ cười để hai vị cô nương chịu khổ là bổn cung sơ sẩy nàng lại sai nha đầu hầu hạ bọn họ uống canh gừng xua đuổi hàng khí hai người vừa uống canh gừng xong nha đầu khác đã dẫn một thái y vội vàng chạy tới bẩm báo dung hoa vương phi thái y tới tuy vương phủ đã có lâm thắng nhưng hôm nay nữ quyến rất nhiều lâm thắng diện mạo tuấn tú tuổi đời lại còn trẻ cho nên dung hoa và chu hành cố ý mời một vị thái y lớn tuổi tới thái y hành lễ trước sau đó mới bắt mạch cho hai người hai vị cô nương đều không có gì đáng ngại chỉ chịu chút lạnh và hoảng sợ thái y kê phương thuốc liền lui xuống lâm nhược và ngô bảo châu không sao dung hoa cũng an tâm cười nói hai vị cô nương cứ ngồi xuống trước thuốc rất nhanh sẽ nấu xong thôi nói rồi nàng quay đầu phân phó người cầm phương thuốc lui xuống đi nấu để vương phi lo lắng lâm phu nhân và ngô phu nhân vội đứng dậy hành lễ bên kia có các vị hoàng tử phi tiếp đón dung hoa cũng yên tâm có điều cũng không thể ở đây lâu nói chuyện một hồi chờ thuốc mang tới nhìn hai người uống hết dung hoa cho các nàng nghỉ ngơi hải lục cát còn mình đứng dậy chuẩn bị về bên kia không có trò hay để xem thanh hà công chúa cũng không định tiếp tục ở lại vì thế theo dung hoa đứng lên cáo từ sắc trời hôm nay cũng không còn sớm nhược nhi lại chịu chấn kinh bọn con không quấy rầy tiểu hoàng thẩm nữa đây dung hoa chần chờ nói vẫn là ngồi thêm một chút đi lâm cô nương cũng có thể nghỉ ngơi một chút thanh hà công chúa đã mở lời lâm phu nhân đương nhiên không thể ngồi yên vì thế đứng dậy khách khí cự tuyệt vương phi còn nhiều việc hài tử nhược nhi này trở về nghỉ ngơi là được khiến vương phi lo lắng người lâm gia cáo từ ngô phu nhân đương nhiên cũng đứng dậy cáo từ dung hoa suy xét phân phó người tới ngoại viện truyền tin cho lâm luật và người ngô gia lại tươi cười tặng dược liệu bổ thân cho lâm nhược và ngô bảo châu tự mình tới đưa tới cửa hải lục cát phân phó thạch ma ma tiễn các nàng đi mới cùng lưu tô và túy đồng qua sân khấu kịch các phu nhân bên này đều biết chuyện lâm nhược và ngô bảo châu rơi xuống nước chờ dung hoa trở về lại không thiếu một màn hỏi thăm dung hoa tươi cười kể lại sự tình đơn giản một lần mọi người không ngừng tán thưởng ngô cô nương hăng hái làm việc nghĩa cũng tán thưởng lâm nhược dám làm dám nhận một câu có điều trong lòng mọi người thế nào thì không ai rõ nói hai câu mọi người cũng không nhắc tới chuyện này chờ sắc trời muộn dần ngô phu nhân và lâm phu nhân thanh hà công chúa đều đã rời đi bọn họ cũng lần lượt cáo từ khách khứa đi rồi bốn chị em dâu hàng thị cũng dẫn theo hài tử hồi phủ ngô đại nhân uống chút rượu một đường có lời cũng không chờ trở về ngô phủ ngô đại nhân đi ngoại viện ngô phu nhân phân phó người nấu canh giải rượu sau đó mới dẫn ngô bảo châu về chủ viện vào phòng ngô ma ma chỉ giữ lại hai đại a đầu và ma ma tâm phúc còn lại đều cho lui ra ngoài nha đầu con rốt cuộc đánh chủ ý gì hả mẫu thân vừa nghe ngô phu nhân hỏi ngô bảo châu liền rơi nước mắt gương mặt tái nhợt đẫm lệ như hoa lê trong mưa còn chưa nói gì đã làm ra bộ dáng bị người ta khi dễ giống hệt hồ ly đúng là mẫu thân thế nào nữ như thế đó nhìn thứ nữ này sắc mặt ngô phu nhân trầm xuống quát hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn không chịu thành thật với ta ngươi cho rằng ngươi và nha đầu lâm gia kia không nói người khác không biết sao đường đường là thân vương phủ cái gì ngươi cũng dám làm ngươi coi vương phi là ai hả nếu chiêu vương phi dễ bị lừa gạt với dung mạo tuyệt sắc như vậy năm đó nàng đã bị diệp gia biến thành quân cờ để tranh giành lợi ích ngô bảo châu cắn môi Lắc đầu, mẫu thân nữ nhi không hiểu ý của người, nữ nhi thật vì kéo tỷ tỷ Lâm gia nên mới rơi xuống nước. Vì kéo ả ta. Sao ta lại không biết quan hệ giữa nữ nhi ngươi và ả ta lại tốt như vậy? Ai tin? Tỷ muội các nàng đều bò từ bụng Hồ Di nương kia ra, bất đắc dĩ Ngô gia có hai cô nương như vậy, đừng nói là lão gia, ngay cả lão phu nhân cũng coi như bảo bối, có điều bà cũng không phải không dung được hai thứ nữ này. Hơn nữa tương lai các nàng gả vào nhà tốt, đối với nhi tử của mình cũng có thể giúp đỡ vài phần, vì thế những năm nay bà cũng muốn nuôi tỉ muội các nàng dưới gối, nhưng mẫu bằng nữ quý, Hồ Di nương kia đòi sống đòi chết cũng không muốn mẫu nữ chia xa, lão gia sủng mẹ con các nàng. Đương nhiên toàn lực giúp đỡ. Vì thế, hai thứ nữ Ngô Ngọc Châu và Ngô Bảo Châu này từ nhỏ đến lớn đều do Hồ Di nương dạy dỗ, người như thế có thể dạy ra nữ nhi tốt gì? còn không phải là mấy thủ đoạn câu dẫn nam nhân sao? Nữ nhi không xảy ra việc gì với tỷ tỷ lâm gia cả, chỉ là vô tình gặp bên hồ, nói chuyện phím hai câu, không ngờ thời điểm trời đi, lâm tỷ tỷ bị ngã. Ngô Bảo Châu khóc như hoa lê dính mưa, mẫu thân, nữ nhi thật vì kéo tỷ tỷ lâm gia, nữ nhi cũng không biết tỷ tỷ lâm gia tại sao lại đột nhiên té ngã. Ngô Phu Nhân nhìn chầm chầm nàng, hỏi, lúc đó bên cạnh các ngươi còn ai khác không? ngô bảo châu lắc đầu trũ mắt trả lời lúc đó bên cạnh nữ nhi và lâm Tỷ Tỷ có hai nha đầu của bọn con nha đầu bà tử của vương phủ đứng khá xa đúng rồi khoảng sáu bảy bước ngô bảo châu còn chưa nói hết ngoài cửa đã truyền tới tiếng kêu thê thảm bảo châu đáng thương của ta ngô phu nhân chán ghét nhíu mày rất nhanh hồ di nương một thân y phục mà hồng dệt chỉ vàng lau nước mắt vào cửa hành lễ với ngô phu nhân xong liền ôm ngô bảo châu mà oa oa khóc lớn ngô phu nhân chán ghét hồ di nương diễn trò vì thế nhìn ngô bảo châu dặn dò nếu hồ di nương đã tới vậy bảo châu về phòng nghỉ ngơi đi nếu không thoải mái thì cho người tới bẩm báo một tiếng ngô bảo châu ngoan ngoãn nghe lời cùng hồ di nương cáo lui về phòng rời khỏi viện của ngô phu nhân hồ di nương gấp tới chờ không nổi mà hỏi châu nhi con có bị thương ở đâu không sao lại rơi xuống nước di nương không cần lo lắng con không sao chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi ngô bảo châu khẽ cười không ngờ lâm nhược kia đúng là người không dễ chỉnh đốn ngô phu nhân không tin lý do thoái thác của hai người lâm phu nhân cũng không tin trở về công chúa phủ lâm phu nhân đưa lâm nhược về phòng cho nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong bà mới ngồi ở mép giường hỏi lâm nhược cắn răng giọng hậm hực là ngô bảo châu đẩy con con thuận tay kéo nàng ta xuống nước Lâm phu nhân tức giận tới dậm chân, đồ thứ nữ do tiểu thiếp nuôi, tâm tư không ngờ lại độc ác như vậy, lúc đó sao không cho ả chết đuối đi? Một phen nguyền rủa, Lâm phu nhân vẫn không thể hả giận, lại nhìn Lâm Nhược, hỏi, sao ả phải đẩy con? Ai biết? Lâm Nhược nghiến răng, có thể vì lấy lòng vương gia và vương phi, muốn giúp Yến Dung Hoa giáo huấn con, tỷ tỷ ả gả cho Kỷ Vũ Chương, dù thế nào Yến Dung Hoa cũng từng gọi Kỷ Vũ Chương một tiếng nhị biểu ca hôm nay Diệp Gia và kỹ Gia không được mời tới, hai nhà hẳn đều muốn hàng gắn quan hệ với Vương Phủ. Lâm Phu Nhân gật đầu, cũng may khi đó con phản ứng nhanh, không nói nha đầu kia đẩy con. Lúc ấy chỉ có hai người bọn con ở cạnh nhau, nếu con tố cáo ả, không tránh khỏi nha đầu kia quay ngược lại cắn mình, nói con lấy oán trả ơn bôi nhỏ ả. Lâm Nhược sụ mặt. Hừ. Lâm Phu Nhân hừ một tiếng, dặn dò Lâm Nhược nghỉ ngơi, lúc này mới rời đi đèn rực rỡ thắp lên chu hành mới về tới hậu viện rửa mặt chải đầu xong chu hành ngồi cạnh dung hoa nhẹ giọng có mệt không có chút dung hoa lẩm bẩm một tiếng chu hành duỗi tay ôm nàng vào lòng cúi đầu đặt một nụ hôn lại hỏi hai người kia rơi xuống nước là chuyện thế nào dung hoa dựa vào lòng y đơn giản kể lại một lần chu hành cười lạnh đúng là coi vương phủ ta là sân khấu kịch. Lâm Nhược là muốn một việc nhịn chính việc lành, còn Ngô Bảo Châu kia, nghĩ tới gương mặt giảo hoạt của Ngô Bảo Châu, Dung Hoa bất giác hỏi, tuyển tú sang năm, hiện tại chắc cũng sơ tuyển rồi đúng không? Ngô Bảo Châu này, tâm tư của ả không hề dễ đoán. Tháng sau Kinh Thành bắt đầu sơ tuyển, những nơi khác tháng này đã bắt đầu. Không chừng sẽ do chàng phụ trách. Vậy cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Chu Hành nhướng mày, sau đó cười nói, "Được rồi, hôm nay là sinh thần của nàng, không nói việc này nữa." Tháng 10 tuyển tú sơ tuyển, đúng như Dung Hoa nghĩ, chính đức đế cho Chu Hành phụ trách việc này. Không muốn làm trò trước mặt quần thần, Chu Hành trực tiếp cự tuyệt chính đức đế. Hết phần 32, mời các bạn đón nghe phần 33. các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa xin hãy bấm đăng ký like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn